Kinh Diệu Pháp Liên Hoa, quyển 6, phẩm Công Đức Pháp Sư thứ 19. Pháp sư là gì? Nói đơn giản là tinh thông Phật pháp. Vì người làm thầy, pháp sư có 5 loại. 1. Thọ trì pháp sư. Đối với Phật pháp, thọ nơi tâm, trì nơi thân, nghiêm cách thực tiễn. 2. Đọc kinh pháp sư. Đối với kinh điển, hàng ngày lấy sự đọc kinh làm sự tu trì. 3. Tụng kinh pháp sư. Học thuộc kinh điển, hàng ngày lấy sự tụng kinh làm sự tu trì. 4. Giải nói pháp sư. Vì chúng sinh mà giải thích nghĩa kinh, nói rõ đạo lý, khiến cho chúng sinh y pháp tu hành. 5. Biên chép pháp sư. Cung kính biên chép kinh điển hoặc cúng nơi tháp miếu, khiến cho chúng sinh lệ bái, gieo trồng căn lành hoặc ấn tống kinh điển truyền bá cho đời, khiến cho chúng sinh đọc tụng chiếu theo nghĩa kinh mà tu hành. Tay tự biên chép kinh điển mới có công đức không thể nghĩ bàn. Đầy đủ 10 đức hạnh sau đây thì là đại pháp sư. 1. Khéo biết nghĩa của pháp. 2. Rộng tuyên nói được. 3. Trong đại chúng chẳng sợ. 4. Biển tài vô ngại. 5. Khéo nói phương tiện. 6. Pháp tùy đức hạnh. 7. Oai nghi đầy đủ. 8. Dũng mãnh tinh tấn. 9. Thân tâm chẳng mệt. 10. Thành tựu nhẫn nhục. Công đức là gì? Hết việc ác là công, đầy việc lành là đức. Tức cũng là tu công đức có sở đắc. Lại có thể nói, công là chỉ hành vi thiện mà nói, đức là chỉ tâm lý thiện mà nói. Phẩm này nói rõ về công đức thọ trì, đọc tụng, giải nói, biên chép. Kinh Diệu Pháp Liên Hoa khiến cho 6 căn thanh tịnh, có công năng hổ dụng 6 căn. Kinh văn. Bấy giờ Đức Phật bảo Đại Bồ Tát Thường Tinh Tấn: Nếu người thiện nam, người thiện nữ thọ trì kinh pháp hoa này, hoặc đọc, hoặc tụng, hoặc giải nói, hoặc biên chép, thì người đó sẽ được 800 công đức nơi mắt, 1200 công đức nơi tai, 800 công đức nơi mũi, 1200 công đức nơi lưỡi, 800 công đức nơi thân, 1200 công đức nơi ý. Nhờ công đức đó, trang nghiêm 6 căn đều khiến cho thanh tịnh. Giảng giải. Phật nói xong phẩm tùy hỷ công đức, thì lúc đó bảo Đại Bồ Tát Thường Tinh Tấn rằng: Nếu người thiện nam, người thiện nữ, hoặc tỳ kheo, tỳ kheo ni thọ trì kinh pháp hoa, hoặc là đọc tụng, hoặc giải nói, hoặc biên chép, thì người đó được 800 công đức nơi mắt, 1200 công đức nơi tai, 800 công đức nơi mũi, được 1200 công đức nơi lưỡi, được 800 công đức nơi thân, được 1200 công đức nơi ý. 6 căn của chúng ta, mỗi một căn đều có 1200 công đức. Ở trước có 300 công đức, ở sau có 300 công đức, ở bên trái có 300 công đức, ở bên phải có 300 công đức, hợp lại 1200 công đức. Có người hỏi, tất nhiên mỗi một căn có 1200 công đức, tại sao con mắt chỉ có 800 công đức? Vì cái thấy của con mắt chẳng viên mãn, thấy trước mà chẳng thấy sau, thấy bên trái chẳng thấy bên phải, cho nên chỉ có 800 công đức. Lỗ tai có thể nghe được âm thanh trước sau, bên trái bên phải, chẳng có chướng ngại, đầy đủ viên mãn, cho nên có 1200 công đức.
Lỗ mũi giữa sự hít vào thở ra có chỗ ngừng nghỉ, cho nên chỉ có 800 công đức. Lưỡi nếm mùi vị công đức đầy đủ viên mãn, cho nên có 1200 công đức. Thân thể có xúc giác thuận nghịch hai duyên. Nghịch thì chẳng thích xúc trần, thuận thì thích xúc trần. Giữa thuận và nghịch thiếu 400 công đức. Ý thức có tư tưởng, có phân biệt, đầy đủ viên mãn, cho nên có 1200 công đức. Pháp sư thọ trì kinh Pháp Hoa có 6000 công đức để trang nghiêm 6 căn, khiến cho 6 căn đều được thanh tịnh. Mắt thấy rõ, tai thính, mũi ngửi mùi, lưỡi nếm vị, thân tốt đẹp, ý thông đạt, đắc được phước báo thù thắng. Phẩm này dùng Bồ Tát thường tinh tấn làm đương cơ chúng. Nếu muốn có công đức thì phải thường tinh tấn. Thân tinh tấn, tâm tinh tấn, ngày tinh tấn, đêm tinh tấn, thời thời xuyên tinh tấn. Nếu chẳng tinh tấn thì chẳng có công đức. Cho nên người tu đạo phải ngày đêm 6 thời thường tinh tấn. Kinh văn: người thiện nam, người thiện nữ đó, mắt thịt cha mẹ sinh ra, thấy 3000 đại thiên thế giới, trong ngoài hết thảy núi rừng sông biển, dưới đến địa ngục A Tỳ, trên đến cõi trời hữu đỉnh, cũng thấy tất cả chúng sinh trong đó và nghiệp nhân duyên quả báo, nơi sinh đều thấy đều biết. Giảng giải: người thiện nam hoặc người thiện nữ đó, nhờ mắt thanh tịnh của cha mẹ sinh ra, thấy trong ngoài 3000 đại thiên thế giới, hết thảy núi rừng và sông biển. Tứ quả A-la-hán mới nhìn thấy được 3000 đại thiên thế giới. Một đại thiên thế giới là một quả Phật. Sơ địa Bồ-Tát thấy được 100 quả Phật. Pháp sư thọ trì kinh Pháp Hoa có thể thấy dưới địa ngục A-tỳ. Địa ngục này là ở tầng dưới nhất địa ngục bát nhiệt. Tại sao gọi là địa ngục vô gián? Vì địa ngục này chẳng có không gian, một người cũng đầy chật ních, chẳng có lộ trống, một dạng người cũng đầy chật ních. Vô gián có 5 thứ: 1. Thú quả vô gián; 2. Thọ khổ vô gián; 3. Thời vô gián; 4. Mạng vô gián; 5. Thân hình vô gián. Tóm lại, đọa lạc vào địa ngục vô gián thì thời gian thọ khổ chẳng có gián đoạn, trừ khi gặp hào quang của Phật chiếu đến, bằng không thì chẳng có cách gì có thể ra được. Có người hỏi, phạm tội nghiệp gì thì đọa lạc vào địa ngục này? Chúng sinh phạm đại tội ngũ nghịch thì sẽ đọa vào địa ngục này. Ngũ nghịch là gì? Tức là giết cha, giết mẹ, giết A-la-hán, làm thân Phật chảy máu, tức phá hoại tượng Phật và phá hòa hợp tăng. Phạm một tội nghịch thì sẽ đọa vào địa ngục vô gián. Vị pháp sư đó trên có thể nhìn thấy trời hữu đỉnh, tầng trời cao nhất trong tam giới, tức cũng là trời phi tưởng, phi phi tưởng xứ, dùng định lực để khống chế thức thứ 8. Tựa như hết gọi là phi tưởng, định lực dao động, thì thức thứ 8 tựa như tồn tại, nên gọi là phi phi tưởng. Ngoại đạo cho rằng cõi trời này là cảnh giới cao nhất, song chẳng cứu kính, vẫn còn sinh tử. Vị pháp sư đó có thể nhìn thấy địa ngục vô gián và cõi trời hữu đỉnh, hết thảy chúng sinh ở trong đó hành động làm gì, nghiệp nhân duyên quả báo, nơi sinh đều thấy biết rõ ràng. Vị pháp sư đó tuy chưa chứng được thiên nhãn thông, nhưng nhờ mắt thịt của cha mẹ sinh ra mà có thể thấy tất cả cảnh giới. Đó là nguyên nhân gì? Do thọ trì kinh Diệu Pháp Liên Hoa. Kinh văn: bấy giờ Đức Thế Tôn muốn thuật lại nghĩa này, bèn nói bài kệ rằng. Giảng giải: lúc đó Đức Thế Tôn muốn thuật lại nghĩa lý ở trên, bèn dùng kệ để nói ra. Kinh văn:
Nếu ở trong đại chúng chẳng có tâm sợ sệt nói kinh Pháp Hoa này, ông lắng nghe công đức. Giảng giải: nếu như ở trong đại chúng chẳng có tâm sợ sệt mới có thể giảng giải kinh Pháp Hoa cho đại chúng nghe. Nếu sinh tâm sợ sệt thì không thể nào giảng được kinh Pháp Hoa. Bồ Tát thường tinh tấn, ông phải lắng nghe công đức của vị Pháp sư đó, thọ trì kinh Diệu Pháp Liên Hoa. Nay ta vì ông mà nói. Kinh văn: người đó được 800 công đức mắt thù thắng, nhờ vậy mà trang nghiêm, con mắt rất thanh tịnh. Giảng giải: vị Pháp sư đó đắc được 800 công đức nơi mắt, chứng được con mắt thù thắng, thấy được trong ngoài tất cả 3000 đại thiên thế giới, chẳng cần có thiên nhãn thông. Vì có công đức này trang nghiêm, cho nên con mắt của vị đó rất thanh tịnh. Kinh văn: mắt cha mẹ sinh ra, thấy được 3000 cõi, trong ngoài núi Di Lâu, Tu Di và Thiết Di, và các núi rừng khác, nước biển cả sông ngòi. Giảng giải: mắt thịt do cha mẹ sinh ra có thể thấy được cảnh giới trong ngoài 3000 đại thiên thế giới, giống như núi Di Lâu tức núi Quang Minh, núi Tu Di tức núi Diệu Cao, núi Thiết Di, núi Di ở ngoài 4 đại châu và các núi rừng khác, nước biển cả sông ngòi, thấy đều nhìn thấy rất rõ ràng. Kinh văn: dưới đến địa ngục A Tỳ, trên đến trời hữu đỉnh, các chúng sinh trong đó hết thảy đều thấy rõ, tuy chưa được thiên nhãn, sức nhục nhãn như thế. Giảng giải: vì đắc được con mắt thanh tịnh, cho nên dưới có thể nhìn thấu địa ngục vô gián, trên có thể nhìn thấy cõi trời hữu đỉnh. Tất cả chúng sinh trong đó, từng cử chỉ nói năng hành động đều thấy rất rõ ràng. Tuy chưa chứng được thiên nhãn thông, nhưng sức mắt thịt của cha mẹ sinh ra cũng được như thế. Kinh văn: lại nữa, thường tinh tấn, nếu người thiện nam, người thiện nữ thọ trì kinh này, hoặc đọc, hoặc tụng, hoặc dạy nói, hoặc biên chép, thì được 1200 công đức nơi tai. Nhờ tai thanh tịnh nên nghe được tất cả các thứ tiếng trong 3000 đại thiên thế giới, dưới đến địa ngục A Tỳ, trên đến cõi trời hữu đỉnh. Trong đó hết thảy các thứ lời nói âm thanh đều nghe rõ hết. Giảng giải: Đức Phật lại gọi một tiếng thường tinh tấn. Nếu như có người thiện nam, người thiện nữ thọ trì kinh Diệu Pháp Liên Hoa, hoặc đọc tụng, hoặc dạy nói, hoặc biên chép, thì người đó đắc được 1200 công đức nơi tai, nhờ lỗ tai thanh tịnh mà nghe được tất cả âm thanh trong ngoài 3000 đại thiên thế giới, dưới đến địa ngục vô gián, trên đến cõi trời hữu đỉnh. Trong đó hết thảy các thứ âm thanh lời nói thấy đều nghe được, chẳng những rõ ràng mà còn có thể phân biệt được là âm thanh gì. Kinh văn: tiếng voi, tiếng ngựa, tiếng bò, tiếng xe, tiếng khóc lóc, tiếng vui buồn, tiếng pháp hoa, tiếng trống, tiếng chuông, tiếng linh, tiếng cười, tiếng nói, tiếng người nam, tiếng người nữ, tiếng đồng tử, tiếng đồng nữ, tiếng pháp, tiếng phi pháp, tiếng khổ, tiếng vui, tiếng phàm phu, tiếng thánh nhân, tiếng hoan hỷ, tiếng không hoan hỷ. Giảng giải: giống như tiếng voi rống kêu, tiếng ngựa hí kêu, tiếng bò, tiếng xe, tiếng khóc lóc, tiếng buồn vui, tiếng pháp loa, tiếng trống pháp, tiếng chuông, tiếng linh, tiếng cười, tiếng nói, tiếng người nam, tiếng người nữ, tiếng đồng nam, tiếng đồng nữ, tiếng như pháp, tiếng phi pháp, tiếng thống khổ, tiếng vui vẻ, tiếng phàm phu, tiếng thánh nhân, tiếng hoan hỷ, tiếng bi ai.
Những thứ tiếng như thế, vị pháp sư đó thủ trì kinh Pháp Hoa thấy đều nghe được, lại có thể phân biệt rõ ràng. Kinh văn: tiếng trời, tiếng rồng, tiếng già xoa, tiếng càng thác bà, tiếng a tu la, tiếng ca lâu la, tiếng khẩn na la, tiếng ma hầu la già, tiếng lửa, tiếng nước, tiếng gió, tiếng địa ngục, tiếng súc sinh, tiếng ngạ quỷ. Giảng giải: vị pháp sư thọ trì kinh Pháp Hoa có thể nghe được tiếng ở trên trời. Người tu hành pháp năm giới và thập thiện thì sau khi chết sẽ được sinh về cõi trời, hưởng thọ khoái lạc sung sướng. Song phước trời hết thì phát hiện năm tướng suy, vẫn phải đọa lạc thọ sinh tử trong luân hồi. Năm hiện tượng suy là gì? Tức là: một, mũ hoa trên đầu héo úa. Người trời đội cái mũ trên đầu được làm bằng hoa tươi, vĩnh viễn tươi tốt, thanh tịnh chẳng bụi bặm. Khi sắp hết tuổi thọ thì mũ hoa tự nhiên héo úa. Hai, quần áo dơ bẩn. Quần áo của người trời mặc rất sạch sẽ, chẳng cần giặt, vì ở trên trời sạch sẽ chẳng có bụi bặm. Khi tuổi thọ sắp hết thì quần áo tự nhiên dơ bẩn. Ba, hai nách ra mồ hôi. Vì trên trời mát mẻ, người trời vĩnh viễn chẳng ra mồ hôi. Khi tuổi thọ sắp hết thì dưới nách ra mồ hôi. Bốn, thân thể tỏa mùi hôi. Thân của người trời thường tỏa mùi thơm, thiện nhiều thì tỏa mùi thơm nhiều, thiện ít thì tỏa mùi thơm ít, mùi thơm gấp mấy lần dầu thơm ở nhân gian. Khi tuổi thọ sắp hết thì tỏa ra mùi hôi như mùi tử thi, khiến cho người trời khác không dám lại gần. Năm, ngồi chẳng yên. Người trời thường ngồi thiền, chẳng động chỗ ngồi. Cơm áo một khi nghĩ đến là có liền. Do đó có câu: nghĩ quần áo thì quần áo đến, nghĩ món ăn thì món ăn đến. Quần áo chẳng lớn chẳng nhỏ, chẳng rộng chẳng chật, vừa với thân thể. Thức ăn chẳng nhiều chẳng ít, chẳng mặn chẳng lạt, hợp với khẩu vị. Nghĩ muốn đi đến đâu thì sẽ đi đến đó. Vì người trời có thần túc thân, toại tâm sở dục, chẳng bị gì hạn chế. Nhưng khi tuổi thọ sắp hết thì chẳng có định lực. Biết đã phát sinh bốn thứ hiện tượng, tâm thần tán loạn, ngồi chẳng yên, ngồi xuống đứng dậy, bèn đọa lạc vào trong luân hồi, đi thọ sinh tử, hoặc đọa vào địa ngục, hoặc đầu thai làm người. Chẳng nhất định mà tùy theo nghiệp lực quyết định. Các bạn đừng cho rằng sinh về cõi trời là có bảo hiểm, chẳng tu hành ngồi thiền, như thế thì rất dễ đọa lạc vào ba đường ác. Dù Thích Đệ Hoàng Nhân, Kitô giáo xưng là Thượng Đế, Đạo giáo xưng là Ngọc Hoàng Đại Đế, Thiên Chúa giáo xưng là Thiên Chúa, cũng không thể tránh khỏi chiếu theo nghiệp lực mà đi đầu thai. Hôm nay tôi kể một câu chuyện về Thiên Chúa cõi trời Đao Lợi. Một ngày nọ, phát hiện mình có năm tướng suy, buồn rầu vô hạn. Đột nhiên nghĩ tới Đức Phật Thích Ca có thể có biện pháp giải cứu, bèn đến chỗ Đức Phật nói rõ lai ý. Đức Phật nói với ông ta: định nghiệp đã tạo, chẳng cách chi cải được. Con phải quy y Tam Bảo, rồi đi đầu thai để tiêu nghiệp chướng, rồi trở về thiên cung làm Thiên Chúa. Thiên Chúa bèn đến nhân gian đầu thai làm lừa. Lừa mẹ mang thai rồi sơ ý đạp bể đồ sứ của chủ nhân. Chủ nhân nổi giận dùng gậy đánh con lừa, do đó mà sảy thai. Thiên Chúa trở về thiên cung làm Thiên Chúa, từ đó về sau kính tin Phật Pháp, trở thành thần hộ Pháp của Phật giáo. Vị pháp sư đó lại nghe được tiếng rồng. Trong quá khứ, rồng tu hành vì thừa cấp giới quản, cho nên có thần thông, nhưng là súc sinh. Vị pháp sư đó nghe đến tiếng người thì biết tiền nhân hậu quả, hoặc quá khứ là thân rồng, bây giờ là thân người, cũng có thể bây giờ là thân người, vị lai là thân rồng.
Một khi nghe tiếng thì biết tiền nhân hậu quả. Tiếng già xoa dịch là tiệp tật quỷ. Loài quỷ này có ba loại. Một, địa hành già xoa, không bay được nhưng chạy rất nhanh. Hai, không hành già xoa, bay được. Ba, thiên hành già xoa, cũng bay được, chúng thường làm nhiễu loạn người. Sau khi chúng quy y Phật rồi, bèn trở thành thần hộ pháp, bảo vệ an toàn những người tu đạo. Tiếng càng thác bà, dịch là thần ngửi hương, chúng chẳng ăn mặn mà ăn chay, thích ngửi mùi hương. Khi trời đế thích có pháp hội lớn, thì đốt hương ngưu đầu chiên đàn, chúng ngửi hương mà đến diệu pháp đường, để diễn tấu âm nhạc, biểu diễn ca múa, khiến cho chư thiên đều hoan hỷ. Tiếng A-tu-la, dịch là vô đoan chánh. Tướng mạo người nam A-tu-la xấu xí vô cùng, ngũ quan chẳng đoan chánh, cho nên gọi là vô đoan chánh. Song người nữ A-tu-la rất đẹp, cho nên vợ của Thích Đề Hoàng Nhân là con gái của Du A-tu-la. Do đó đủ thấy người nữ A-tu-la rất đẹp. Nếu không thì Thích Đề Hoàng Nhân tuyệt đối chẳng cưới người nữ A-tu-la làm vợ. Chúng có phước trời mà chẳng có đức trời, tính tình thích đấu tranh. Vị pháp sư đó một khi nghe tiếng thì biết quả báo ba đời. Tiếng ca lâu la, dịch là chim cánh vàng, vì cánh của nó màu vàng, chuyên ăn rồng. Tiếng khẩn na la, dịch là nghi thần, vì trên đầu có một sừng, khiến cho người hoài nghi, nên gọi là nghi thần. Chúng là thần nhạc của trời đế thích, diễn tấu nhạc khúc trang nghiêm, khiến cho người nghe sinh tâm niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng. Tiếng ma hầu la già, dịch là thần mãn xà, còn gọi là đại phục hành. Trước khi chúng chưa quy y Phật, thì chuyên phóng khí độc để hại người, hại súc vật để làm thức ăn. Sau khi quy y Phật rồi, cải tà quy chánh, trở thành thần hộ pháp. Ở trên là thiên long bát bộ, ai nấy đều có nhân quả riêng. Các thứ tiên đó, pháp sư dạy nói kinh diệu pháp liên hoa, đều biết, đều thấy rõ ràng. Tiếng lửa, tiếng nước, tiếng gió, vị pháp sư đó nghe thì biết được nhân quả ba đời. Hoặc ở trong quá khứ đã phát sinh tai nạn gì, hoặc hiện tại muốn phát sinh tai nạn gì, hoặc vị lai sẽ phát sinh tai nạn gì, biết rất rõ ràng. Vì đắc được công đức thọ trì kinh Pháp Hoa gia trì, nên mới có sức thần thông như thế. Tiếng địa ngục, tiếng súc sinh, tiếng ngạ quỷ, vị pháp sư đó khi nghe đến âm thanh của người đó thì biết kiếp trước là gì, hoặc vị lai là gì, đều biết trước, tơ hào chẳng sai. Trước khi chúng ta ăn cơm, phải niệm Phật chế tỳ kheo, thực tồn ngũ quán, tán tâm tạp thoại, tính thị nàng tiêu. Nghĩa là Phật dạy hàng tỳ kheo khi ăn phải quán năm điều. Nếu phóng tâm nói bậy thì thức ăn của đàn na thí chủ khó tiêu. Năm điều quán tưởng là gì? Một, kế công đa thiểu, lượng bỉ lai xứ. Nghĩa là xem xét công lao bao nhiêu, thức ăn từ đâu đến. Hai, thổn kỹ đức hạnh, toàn khuyết ứng cúng. Nghĩa là tính xem đức hạnh của mình có xứng đáng thọ dùng chăng. Ba, phòng tâm ly quá, tham đẳng di tâm. Nghĩa là phòng ngừa tâm tạo tội, tham lam là gốc. 4. Chánh sự lương dược, di liệu hình khô. Nghĩa là xem thức ăn như thuốc hay, để cho thân thể khỏi kiệt sức. 5. Di thành đạo nghiệp, ứng thọ thử thực. Nghĩa là quyết thành đạo nghiệp mới thọ cơm này. Nếu có sự quán tưởng năm điều này, thì thức ăn chắc chắn sẽ tiêu hóa. Nếu chẳng quán tưởng năm điều này, thì chắc khó mà tiêu hóa. Do đó có câu tam tâm bất liễu thủy nan tiêu, ngũ quán nhược minh kim dịch hóa. Nghĩa là nếu ba tâm chẳng rõ
thì dù uống một ly nước của thí chủ cũng chẳng tiêu quá đặng. Nếu minh bạch năm điều quán tưởng này thì dù một bữa ăn đáng giá một cân vàng cũng tiêu quá dễ dàng. Cho nên người xuất gia khi ăn cơm trưa thì phải niệm chú cúng dường. Người xưa có câu rằng: thí chủ nhất lạp mễ, trọng như tu di sơn, thực hạ bất liễu đạo, phi mau đại giác hoàng. Nghĩa là hộp gạo thí chủ cho nặng như núi tu vi, ăn xong chẳng tu đạo, mang sừng đội long trả. Các vị hãy xem, ăn cơm mà chẳng tu hành thì tội lỗi lớn cỡ nào. Tương lai phải biến làm trâu làm ngựa để trả nợ, thật là đáng sợ. Các vị phải nhận thức rõ ràng quả báo đó, không thể nương tựa Phật mặc y, dựa Phật ăn cơm, tương lai tội lỗi không thể tưởng tượng được. Kinh văn: tiếng tỳ kheo, tiếng tỳ kheo ni, tiếng thanh văn, tiếng bích chi Phật, tiếng Bồ Tát, tiếng Phật. Giảng giải: tiếng tỳ kheo. Tỳ kheo dịch là khất sĩ. Bên ngoài khất thực để nuôi dưỡng sắc thân, bên trong khất pháp để nuôi huệ mạng. Người Trung Quốc gọi tỳ kheo là hòa thượng. Đời sống của hòa thượng làm những việc mà người không làm được, nhẫn những việc mà người chẳng nhẫn được. Tu nhẫn nhục ba la mật, tuyệt đối chẳng nóng giận, thanh tâm quả dục, đời sống đạm bạc. Đối với đời chẳng tranh, đối với người chẳng cầu, chỉ cầu giải thoát tự tại. Cho nên chẳng tham tiền tài, chẳng kết hôn, chẳng cầu danh lợi, chẳng ăn thịt, chẳng ngủ nhiều, chẳng luyến ái nam dục. Chuyên tâm tu đạo thì dễ dàng thành tựu. Do đó mới nói người xuất gia là làm việc của bậc trượng phu, chẳng phải một số người làm được. Tiếng tỳ kheo ni, người nữ xuất gia tu hành gọi là ni sư. Tôn giả A Nan khẩn cầu Đức Phật cho phái nữ xuất gia tu đạo, nhưng phải giữ 8 pháp kính. Vị pháp sư đó khi nghe tiếng của họ thì biết nhân quả ba đời, hoặc trong quá khứ là người xuất gia, hoặc hiện tại là người xuất gia, hoặc vị lai muốn xuất gia, thấu rõ tỉ mỉ. Tiếng thanh văn: các ngài nghe Phật nói pháp tứ diệu đế mà ngộ đạo, cho nên gọi là thanh văn. Song các ngài tự độ mà chẳng độ kẻ khác, tự giác mà chẳng giác ngộ kẻ khác, tự lợi mà chẳng lợi ích kẻ khác, cho nên làm tự liệu hạn. Tư tưởng của tiểu thừa là chẳng lo việc của kẻ khác. Do đó có câu: ma ha tác bất quản tha, di đà Phật các cứu các. Đó là tác phong của người tiểu thừa. Tiếng bích chi Phật tức cũng là duyên giác. Quán sát 12 nhân duyên mà giác ngộ nên gọi là duyên giác. Khi có Phật ra đời gọi là duyên giác, lúc Phật không ra đời gọi là độc giác. Các ngài ở trong thâm sơn cùng cốc nghiên cứu lý giảng vật sinh diệt. Mùa xuân quán trăm hoa nở, mùa thu quán lá vàng rơi. Giác ngộ tất cả là vô thường, chẳng có thầy dạy mà chứng được chân lý, liễu sinh thoát tử. Tiếng Bồ Tát: các ngài tu lục độ vạn hành, hành Bồ Tát đạo, rộng cứu giúp chúng sinh lìa khổ được vui. Mời đạo giá từ thuyền, từ cõi thường tịch quan mà đến thế giới Ta Bà để phổ độ chúng sinh và còn phát đại nguyện. Chúng sinh độ hết mới chứng Bồ Đề. Lại nói, địa ngục chưa trống không thì không thành Phật. Lại nói, ta chẳng vào địa ngục thì ai vào? Thật là tinh thần vĩ đại biết bao. Chúng ta là người xuất gia, phải học theo Bồ Tát Địa Tạng, phải có tâm từ bi. Trong Phật giáo có hai câu rằng: vô duyên đại từ, đồng thể đại bi. Phải hướng theo con đường này tiến tới, dù gặp gian nan khó khăn cũng chẳng hồi đầu, phải đạt đến mục đích, chẳng còn chúng sanh để độ thì ngừng. Tư tưởng đại thừa là vì người mà chẳng vì mình. Do đó, xả mình cứu người. Có hành vi như thế
thì mới chân chánh là Phật giáo đồ, bằng không thì từ bi là khẩu đầu thiền. Nói mà làm chẳng được, đi ngược lại trách nhiệm và nghĩa vụ của người xuất gia. Tiếng Phật. Phật là người giác ngộ, vì ba A Tăng kỳ tu phước huệ, trăm kiếp trồng tướng tốt, cho nên đắc được 32 tướng đại nhân, 80 vẻ đẹp, trang nghiêm thân. Đức Phật đã viên mãn ba giác, đầy đủ vạn đức, được hết thảy trời người tôn kính, cho nên gọi là Thế Tôn. Người xuất gia tu đạo phải tu phước và tu huệ, không thể thiên lệch. Nếu chỉ chuyên tu một bên thì công đức chẳng thể viên mãn. Do đó có câu, tu phước chẳng tu huệ, làm voi mang chuỗi hạt. Tu huệ chẳng tu phước, khất thực ôm bát không. Tu phước như thế nào? Tức là làm nhiều công đức, cứu tế người khổ nạn. Tu huệ như thế nào? Là giảng kinh thuyết pháp, ẩn tống kinh điển lưu truyền. Vị pháp sư thọ trì kinh Diệu Pháp Liên Hoa, một khi nghe được tiếng này thì biết nhân quả ba đời, hoặc là tiếng Thanh Văn, hoặc là tiếng Bích Chi Phật, hoặc là tiếng Bồ Tát, hoặc là tiếng Phật. Đây là tiếng của bốn bậc thánh, hoàn toàn biết rõ và còn phân tích rất rõ ràng, tuyệt đối chẳng lầm. Kinh Văn. Tóm lại, trong 3.000 đại thiên thế giới, hết thảy tất cả các thứ tiếng trong ngoài, tuy chưa được thiên nhĩ, dùng tai thường thanh tịnh của cha mẹ sinh ra, thảy đều nghe biết. Phân biệt các thứ tiếng như vậy mà chẳng hư nhĩ căn. Giảng giải. Tóm lại, hết thảy tất cả các thứ tiếng trong ngoài 3.000 đại thiên thế giới, vì pháp sư đó tuy chưa chứng được thiên nhĩ thông, song dùng tai bình thường thanh tịnh của cha mẹ sinh ra, đều hoàn toàn nghe biết, phân biệt các thứ âm thanh như thế, mà chẳng phá hoại nhĩ căn, vì chẳng bị thanh trần sở chuyển, cho nên chẳng hư nhĩ căn. Kinh Văn. Bấy giờ Đức Thế Tôn muốn thuật lại nghĩa này, bèn nói bài kệ rằng. Giảng giải. Lúc đó Đức Phật bi tâm thiết thiết, muốn dùng kệ nói lại nghĩa lý trường hàng ở trên. Kinh Văn. Tài cha mẹ sinh ra, thanh tịnh chẳng ô nhiễm, dùng tai thường này nghe tiếng 3.000 thế giới. Giảng giải. Pháp sư thọ trì kinh Diệu Pháp Liên Hoa, dùng tai thịt của cha mẹ sinh ra rất thanh tịnh, chẳng ô trược cấu uế, dùng tai bình thường này nghe các thứ tiếng trong ngoài 3.000 đại thiên thế giới rất rõ ràng. Kinh Văn. Tiếng voi ngựa xe trâu, tiếng chuông linh loa trống, tiếng cầm sắc không hầu, tiếng ống tiêu ống địch. Giảng giải. Hoặc là tiếng voi, hoặc tiếng ngựa, hoặc tiếng xe, hoặc tiếng trâu, hết thảy tiếng chuông, tiếng linh, tiếng loa, tiếng trống cũng phân biệt được dễ dàng. Và tiếng cầm, tức đờn 5 giây hoặc 7 giây, tiếng không hầu, tức đàn 23 giây, tiếng ống tiêu, tức sáo thổi dập trước qua 5 lỗ, sau có 1 lỗ, tiếng ống địch, tức sáo thổi ngang có 7 lỗ, đủ thứ tiếng nhạc khí. Vị pháp sư đó hoàn toàn đều nghe được, lại phân biệt được rõ ràng là tiếng khí cụ gì. Kinh Văn. Tiếng ca hay thanh tịnh, nghe mà chẳng chấp trước, tiếng vô số loài người, nghe thấy đều hiểu rõ. Giảng giải. Tiếng ca thanh tịnh êm tai, nhưng sau khi nghe rồi chẳng chấp vào tiếng ca,
bất cứ tiếng ca của loại người nào, vị pháp sư đó đều phân biệt hiểu rõ, chẳng có ngôn ngữ chướng ngại không thông. Kinh văn: lại nghe tiếng chư thiên âm thanh ca vi diệu, và nghe tiếng nam nữ, tiếng đồng tử đồng nữ. Giảng giải: vị pháp sư đó lại nghe được âm thanh của chư thiên, lại nghe được tiếng ca vi diệu, lại nghe được tiếng của con trai con gái, lại nghe được tiếng của đồng nam đồng nữ. Tóm lại, bất cứ là tiếng gì đều nghe được hết, và còn phân biệt được rất rõ ràng. Kinh văn: trong núi sông hang hiểm, tiếng ca lăng tần già, cộng mệnh các thứ chim đều nghe rõ các tiếng. Giảng giải: ở trong núi sông hang cốc có tiếng của chim ca lăng tần già, tiếng hót rất là êm tai, còn gọi là tiên điểu, tức tiên của loài chim, phát ra âm thanh rất hay, chẳng phải một số người có thể nghe được. Chim cộng mệnh có hai cái đầu, hai cái mỏ, đồng thời ăn uống, đồng thời hót. Tất cả tiếng hót của mọi loài chim, vị pháp sư đó hoàn toàn nghe được hết. Kinh văn: các thống khổ địa ngục, đủ thứ tiếng rên la, quỷ đói khát bức bách, tiếng tìm cầu ăn uống. Giảng giải: địa ngục có địa ngục bát nhiệt, địa ngục bát hàn, 18 địa ngục vân vân. Trong địa ngục đủ thứ tiếng khổ sở, vị pháp sư đó đều nghe được. Tiếng ngạ quỷ đói khát bức bách, tiếng đi khắp nơi tìm cầu ăn uống, vị pháp sư đó đều nghe được. Ngạ quỷ vì nghiệp lực chiêu cảm, cổ nhỏ như kim, bụng to như trống, chẳng khi nào ăn no. Tại sao? Vì thức ăn vào miệng thì biến thành lửa than, thấy nước là máu, chẳng uống đặng, cho nên gọi là ngạ quỷ, tức quỷ đói. Nguyên nhân gì mà làm quỷ đói? Vì người đó lúc còn sống phỉ báng tam bảo, phá hoại tam bảo, cho nên chết rồi đọa làm quỷ đói. Tôn giả Mục Kiền Liên thần thông đệ nhất, một ngày nọ ngài đi tìm mẹ của ngài sau khi chết sinh về đâu, thì phát hiện mẹ của ngài đọa làm ngạ quỷ, thân gầy như cây củi, rất đáng thương xót. Tôn giả mới mang bát cơm đến cho mẹ của ngài dùng. Bất hạnh, cơm lại biến thành lửa than, chẳng cách gì nuốt xuống được. Tôn giả thấy như vậy đau đớn rơi lệ, đến hỏi Đức Phật, đó là nhân duyên gì? Phật bảo rằng, vì mẹ của ông lúc còn sống thì chẳng những chẳng tin Phật Pháp mà còn quỷ bán, cho nên phải thọ khổ treo ngược. Phật lại nói, vào ngày rằm tháng 7, ngày chư tăng tự tứ, ông nên sắm 100 thứ vật để cúng dường chư tăng, thỉnh chư tăng tụng kinh trì chú. Nhờ công đức đó, chẳng những mẹ của ông được cứu, mà cha mẹ 7 đời quá khứ cũng được cứu. Do đó, hàng năm, mỗi chùa đều cử hành lễ du lan, dịch là giải đảo quyền, mở trói treo ngược, siêu độ cha mẹ 7 đời, lìa khổ được vui. Kinh văn: các A-tu-la thảy ở gian cạnh bờ biển, khi chúng cùng nhau nói, gian ra âm thanh lớn. Giảng giải: hết thảy A-tu-la tính nóng giận rất lớn, chẳng có công phu hàm dưỡng, cho nên thích đấu tranh. Chúng ở gian cạnh bờ biển, khi cùng nhau nói chuyện thì phát ra âm thanh rất lớn, vì chẳng có tâm từ bi, chỉ có tâm cừu hận. Kinh văn: người giải nói kinh này an trụ vào nơi nghe, nghe xa các tiếng đó mà chẳng hư căng tai. Giảng giải: vị pháp sư giải nói kinh Pháp Hoa an trụ nơi từ bi, hay nghe được tất cả các thứ tiếng rất xa mà chẳng hư căng tai, vì nhờ công đức thuyết pháp gia trì. Kinh văn: trong 10 phương thế giới, tiếng cầm thú kêu la, người đó hay nói pháp hoàn toàn nghe được hết. Giảng giải:
Trong mười phương tất cả thế giới, hết thảy loài phi cầm và tẩu thú tranh nhau kêu la. Vị pháp sư đó nói pháp đều hoàn toàn nghe được hết mọi thứ tiếng rất rõ ràng. Kinh văn: trên các trời Phạm Thiên, Quan Âm và Biến Tịnh, cho đến trời Hữu Đảnh, lời nói và âm thanh, pháp sư ở tại đây thấy đều nghe được hết. Giảng giải: sắc giới trời Đại Phạm đã lìa khỏi tâm giam dục của dục giới, ở đó rất yên tĩnh, lại thanh tịnh. Thiên chủ tên Thi Khí tinh sâu chánh pháp. Mỗi khi có Phật ra đời thì ông ta đầu tiên đến thỉnh Phật chuyện bánh xe pháp. Bà La Môn giáo sùng bái trời Phạm Thiên, cho rằng Bà La Môn là từ miệng của trời Phạm Thiên sinh ra, là người tôn quý nhất, xưng là quý tộc. Sát Đế Lợi, tức vua chúa, là từ giai của trời Phạm Thiên sinh ra, cho nên thống trị nhân dân toàn quốc. Phệ Xá, tức Công Thương Nông, là từ ngực của trời Phạm Thiên sinh ra, hay sinh sản tất cả vật ứng dụng. Thủ Đà, tức Nô Lệ, là người hạ tiện nhất, xưng là tiện tộc, chẳng có tự do tín ngưỡng tôn giáo, chẳng có quyền lực về chính trị, giáo dục, kinh tế, đối đãi đều bất bình đẳng. Trời Quan Âm là trời thứ ba của nhị thiền. Cõi trời này chẳng những thân tâm phóng quang thay thế cho lời nói, mà còn phóng trí huệ quang để giáo hóa chúng sinh. Truyền thuyết nói rằng tổ tiên của địa cầu là từ trời Quan Âm đến. Người ở cõi này thích đi du hành, đến khắp nơi tham quan. Một lần nọ đến quả địa cầu, tức thời Kiếp Thành, phát hiện một thứ nước như sữa bò, rất ngon ngọt thơm mát, giống như nước cam lồ. Nhất thời khởi tâm tham mà uống quá lượng, do đó mà mất đi thần túc thông, không thể trở về trời Quan Âm. Bèn ở lại quả địa cầu, trở thành tổ tiên của nhân loại. Trời Biến Tịnh là trời thứ ba của Tam Thiền. Cõi trời này đã đắc được khoái lạc phổ biến thanh tịnh, tuy nhiên diệu lạc vô cùng, nhưng là sự vui hữu lậu. Một số hành giả cho rằng đó là nơi an thân lập mạng, tham đồ khoái lạc mà quên đi ngôi nhà thanh tịnh, dễ bị đọa lạc. Người chân chánh tu hành thì chẳng ở cõi trời này hưởng thụ, cấp tốc ra khỏi cõi trời này đến trời tứ thiền. Đến cõi trời hữu định có hai lối, một là con đường chánh. Người tu định vô lậu thì có thể chẳng đến trời quảng quả mà tiến vào trời ngũ bất hoàn. Một lối nữa là đường tà. Người tu định vô tưởng thì có thể đến trời vô tưởng, tức trời trường thọ. Đây là chỗ của ngoại đạo ở, chẳng phải là chỗ cửu kinh. Tạm thời tịch nhiên bất động, khi định lực nhiếp trì chẳng đủ thì tự nhiên sẽ đọa vào trong luân hồi thọ sinh tử. Giống như đạo lý đá đè cỏ, băng phủ lên cá. Kinh văn: chư Phật đấng đại thánh giáo hóa các chúng sinh, ở trong các đại hội diễn nói di diệu pháp, người trì kinh Pháp Hoa hoàn toàn đều nghe được. Giảng giải: mười phương chư Phật là đấng đại thánh giáo hóa tất cả chúng sinh, ở trong tất cả pháp hội diễn nói di diệu pháp. Vì thật thí quyền, khai quyền hiển thật. Vị pháp sư thọ trì kinh diệu pháp Liên Hoa đều hoàn toàn nghe được. Kinh văn: ba ngàn đại thiên giới, trong ngoài các thứ tiếng, dưới đến ngục A Tỳ, trên đến trời hữu đỉnh, đều nghe được tiếng đó mà chẳng hư căng tay. Giảng giải: trong ba ngàn đại thiên thế giới, trong và ngoài, hết thảy các thứ tiếng, dưới đến địa ngục A Tỳ, trên đến cõi trời hữu đỉnh, vị pháp sư đó đều nghe được các thứ tiếng đó mà chẳng hư hoại căng tay. Kinh văn: vì căng tai thông lợi,
đều phân biệt biết được. Người trì pháp hoa này tuy chưa được thiên nhĩ, dùng tay cha mẹ sinh, công đức đã như thế. Giảng giải. Vì căn tay của vị pháp sư đó rất thông lợi, cho nên phân biệt biết được. Vị pháp sư thọ trì kinh pháp hoa tuy chưa chứng được thiên nhãn thông, nhưng dùng tai thịt cha mẹ sinh ra có thể nghe được tất cả các thứ tiếng. Tại sao? Do công đức thọ trì kinh pháp hoa. Ngũ nhãn là nhục nhãn, thiên nhãn, huệ nhãn, pháp nhãn và phật nhãn. Do đó có câu: thiên nhãn thông phi ngại, nhục nhãn ngại phi thông, pháp nhãn duy quán tục, huệ nhãn liễu chân không, phật nhãn như thiên nhật, chiếu dị thể hoàn đồng, viên minh pháp giới nội, vô xứ bất hàm dung. Trời hữu đỉnh là vô sắc giới, cõi trời cao nhất, tức cũng là trời phi tưởng, phi phi tưởng xứ. Lúc Đức Phật tu ở tại núi tuyết, thì vị thầy hướng dẫn ngài tu, tu đến cảnh giới cõi trời này. Phật nhận rằng chẳng phải là pháp thoát khỏi sinh tử, bèn bỏ ông ta ra đi. Tự mình tu khổ hạnh 6 năm, vẫn chẳng đắc được pháp liễu sinh thoát tử. Do đó bỏ tu khổ hạnh, đến dưới cội bồ đề, tỉnh tọa tư duy. Đến đêm thứ 49, ngài nhìn thấy sao mai mọc mà ngộ đạo, chứng được lý 12 nhân duyên là bánh xe của sinh mạng. Lời nói âm thanh của chư thiên, vị pháp sư ở tại đây hoàn toàn nghe được, thậm chí vị trời nói tiếng gì cũng phân biệt được rõ ràng. Kinh văn. Tất cả chúng tỳ kheo và chúng tỳ kheo ni hoặc đọc tụng kinh điển, hoặc vì người khác nói, pháp sư ở tại đây hoàn toàn đều nghe được. Giảng giải. Tất cả tỳ kheo và tỳ kheo ni xuất gia hoặc đọc tụng kinh điển, hoặc cung kính biên chép kinh điển, vị pháp sư đó ở nơi đây đều hoàn toàn nghe được họ tu trì pháp môn đó. Kinh văn. Lại có các Bồ Tát đọc tụng kinh pháp này, hoặc vì người khác nói, tuyển tập giải nghĩa kinh, các âm thanh như thế hoàn toàn đều nghe được. Giảng giải. Lại có tất cả Bồ Tát hoặc đọc kinh này, hoặc tụng kinh này, hoặc vì người khác giải nói kinh này, hoặc tuyển chọn kinh này, hoặc tập giải nghĩa kinh này, các thứ âm thanh như thế vị pháp sư đó hoàn toàn đều nghe được rất rõ ràng. Tai cũng có căn tai. Vị pháp sư đó dùng tai thường của cha mẹ sinh ra, vì giải nói kinh pháp hoa có công đức, chẳng những nghe được tất cả các thứ tiếng mà còn biết được tất cả các thứ tiếng. Kinh văn. Lại nữa, thường tinh tấn, nếu người thiện nam, người thiện nữ thọ trì kinh này, hoặc đọc tụng giải nói, hoặc biên chép, thì thành tựu 800 công đức nơi mũi. Dùng căn mũi thanh tịnh đó, ngửi được các thứ mùi hương trong ngoài, trên dưới, trong 3.000 đại thiên thế giới. Giảng giải. Đức Phật gọi một tiếng Bồ Tát thường tinh tấn. Nếu như có người thiện nam, người thiện nữ thọ trì kinh diệu pháp Liên Hoa, dù là đọc, là tụng, là giải nói, là biên chép, đều thành tựu 800 công đức nơi mũi. Dùng căn mũi thanh tịnh này có thể ngửi được tất cả mùi hương trên dưới trong ngoài 3.000 đại thiên thế giới. Kinh văn. Hương thơm của hoa tu mạng na, hương thơm hoa xà đề, hương thơm hoa mạc lợi, hương thơm hoa thiềm bạc, hương thơm hoa ba la la, hương thơm hoa sen đỏ, hương thơm hoa sen xanh, hương thơm hoa sen trắng, hương thơm cây có hoa, hương thơm cây có quả, hương chiên đàn, hương trầm thủy, hương đa ma la bạc, hương đa già la, và hàng ngàn dạng thứ hương hòa hợp, hoặc hương bột, hoặc hương viên tròn, hoặc hương xoa.
người trì kinh này, trụ ở nơi này đều phân biệt được. Giảng giải. Hương thơm hoa tu mạng na, dịch là hoa duyệt ý. Hoa này vừa thơm lại vừa đẹp, hình sắc rất là mỹ lệ, khiến cho tâm người hoan hỷ thích thú, cho nên được tên này. Lại có mùi hương của hoa xà đề, dịch là hoa kim tiền. Hoa này màu vàng như là tiền vàng, cho nên được tên này. Lại có mùi hương của hoa mặt lợi, dịch là hoa tóc mượt. Hoa này có thể chế biến thành hoa tóc mang trên thân, dùng để trang nghiêm. Hiện tại còn lưu hành ở vườn hoa để tặng cho khách, biểu thị sự hoan nghênh. Tặng cho người chết là biểu thị phụng điếu. Lại có mùi hương hoa thiềm bạc, dịch là hoa kim sắc. Hoa nhỏ mà thơm, theo gió bay đi xa mà hương thơm chẳng tan. Lại có mùi hương ba la la, dịch là hoa trọng sinh. Vì loài hoa này khi nở qua một lần rồi thì lại nở qua một lần nữa, cho nên được tên này. Mùi hương hoa sen đỏ, tức là hoa ba đầu ma. Mùi hương hoa sen xanh, tức là hoa ưu bát la. Mùi hương hoa sen trắng, tức là hoa phân đà lợi. Mùi hương của cây có hoa, mùi hương của cây có quả. Lại có mùi hương của ngưu đầu chiên đàn, mọc ở núi ngưu đầu bên Ấn Độ, cho nên được tên này. Mùi hương như xạ hương, cách 40 dặm mà có thể ngửi được mùi hương. Tính của nó rất mát mẻ, có thể trị bệnh, dùng làm thuốc. Lại có mùi hương trầm thủy chiên đàn, vì chất cây cứng mà nặng như sắt, thuộc về kim loại, bỏ vào trong nước thì lập tức chìm xuống, cho nên được tên này. Lại có mùi hương đa ma la bạc, dịch là quắc hương, rất thơm, có thể dùng làm thuốc. Lại có mùi hương đa già la, dịch là căng hương, rễ của nó rất thơm lạ thường, tụ lâu chẳng tan. Và hàng ngàn hàng vạn mùi hương hòa hợp, hoặc là hương bột, hoặc hương viên tròn, hoặc hương xoa. Vị pháp sư thọ trì kinh Diệu Pháp Liên Hoa đều hoàn toàn ngửi được và phân biệt được là mùi hương gì. Kinh văn. Lại phân biệt biết được mùi hương của chúng sinh, mùi hương của voi, mùi hương của ngựa, mùi hương của bò dê, mùi hương của con trai, mùi hương của con gái, mùi hương của đồng tử, mùi hương của đồng nữ và mùi hương của cỏ cây lùm rừng. Hết thảy các mùi hương, hoặc gần hoặc xa, đều ngửi được, phân biệt chẳng sai lầm. Giảng giải. Lại có thể phân biệt biết được tất cả mùi hương của chúng sinh, như mùi hương của voi, mùi hương của ngựa, mùi hương của bò, mùi hương của dê, mùi hương của con trai, mùi hương của con gái, mùi hương của đồng tử, mùi hương của đồng nữ, và mùi hương của cỏ, mùi hương của cây, mùi hương của lùm rừng. Bất cứ là gần hay xa, hết thảy tất cả các mùi hương đều hoàn toàn ngửi được, phân biệt được là mùi hương gì, chẳng có sai lầm. Kinh văn. Người trì kinh này tuy ở nơi đây mà cũng ngửi được mùi hương của chư thiên ở trên trời, mùi hương cây ba lợi chất đa la, mùi hương cây câu tỳ đà la và mùi hương hoa mạng đà la, mùi hương hoa ma ha mạng đà la, mùi hương hoa mạng thù sa, mùi hương hoa ma ha mạng thù sa và các thứ hương bột chiên đàn trầm thủy, các thứ hương của các loại hoa. Các mùi hương trời hòa hợp tỏa ra như thế, chẳng có mùi hương nào mà chẳng ngửi biết được. Giảng giải. Pháp sư thọ trì kinh Diệu Pháp Liên Hoa, tuy nhiên ở tại nhân gian, nhưng cũng ngửi được mùi hương của chư thiên. Mùi hương cây ba lợi chất đa la, dịch là thiên thụ dương. Ở ngoài thành hỷ kiến trời đao lợi, các thiên chúng nghỉ ở dưới cây này. Vì mùi hương thơm ngát mũi, có công hiệu mát mẻ cho phổi. Mùi hương cây câu tỳ đà la, dịch là cây đại du hỷ. Chư thiên chúng du hỷ vui đùa ở dưới cây này. Lại có mùi hương hoa mạng đà la,
dịch là hoa tiểu bạch. Lại có mùi hương hoa Maha Mạng Đà La, dịch là hoa đại bạch. Lại có mùi hương hoa Mạng Thù Sa, dịch là hoa tiểu hồng. Lại có mùi hương hoa Maha Mạng Thù Sa, dịch là hoa đại hồng. Lại có mùi hương Ngưu Đầu Chiên Đàn, lại có mùi hương Trầm Thủy Chiên Đàn. Đủ thứ các hương bột, đủ thứ mùi hương của các loài hoa. Các thứ hương trời đó hòa hợp lại, tỏa ra mùi hương. Vị pháp sư đó chẳng có mùi hương nào mà chẳng ngửi biết được là mùi hương gì. Kinh văn: lại ngửi được mùi hương thân của chư thiên, mùi hương khi Thích Đệ Hoàng Nhân ở trong thắng điện đùa giỡn vui chơi hưởng thụ năm dục, hoặc mùi hương khi ở trong diệu pháp đường vì chư thiên trời đau lợi thuyết pháp, hoặc mùi hương khi ở trong giường dạo chơi, và mùi hương người nam người nữ của các vị trời khác thấy đều ngửi biết được. Giảng giải: vị pháp sư thọ trì kinh diệu pháp Liên Hoa lại ngửi được mùi hương thân của chư thiên. Chư thiên vì trì giới rất tinh nghiêm, tơ hào chẳng phạm, cho nên thân tỏa ra mùi hương. Chúng ta người xuất gia tu đạo nhất định phải giữ gìn giới luật, thì thân thể tự nhiên sẽ tỏa hương thơm, bằng không thì sẽ tỏa ra mùi hôi. Mùi hương đại biểu cho điều thiện, mùi hôi đại biểu cho điều ác. Muốn biết người nào đó có giữ giới không, ngửi mùi thân của họ thì sẽ biết. Nếu làm việc thiện nhiều thì thơm, còn nếu làm việc ác nhiều thì hôi, tơ hào chẳng sai lầm. Phàm là người thân thể hôi thì phải mau giữ giới, làm nhiều công đức, từ từ thân sẽ biến thành thơm, tuyệt đối chẳng dọa người. Trong quá khứ, có vị tỳ kheo ni tụng đọc chẳng biết bao nhiêu bộ kinh Pháp Hoa, về sau miệng của vị đó tỏa ra hương thơm, đó là cảnh giới không thể nghĩ bàn. Tóm lại, kiếp trước là người tu hành thì đời này thân thể chẳng có mùi hôi. Thích Đề Hoàng Nhân là thiên chúa trên cõi trời đao lợi, ông ta quản hạt trời tam thập tam. Mùi hương khi vui chơi đùa giỡn hưởng thụ năm dục ở tại thắng điện, hoặc mùi hương khi vì chư thiên nói pháp ở tại diệu pháp đường, hoặc mùi hương khi dạo chơi ở trong tất cả vườn hoa, hoặc mùi hương của tất cả người nam người nữ chư thiên khác, vị pháp sư đó đều ngửi được các mùi hương đó và còn phân biệt biết được là mùi hương gì. Chúng sinh ở cõi dục giới đều có tâm dâm dục, dù lục dục thiên cũng thế, bất quá tâm dâm dục giảm bớt hơn ở nhân gian mà thôi. Khi đến cõi sắc giới thì chẳng còn ăn và dâm hai thứ, cho nên sắc giới tuy có hình thể mà chẳng có phân biệt nam nữ, nhưng vẫn có dục niệm về vật chất, cho nên vẫn có lâu gác cung điện. Khi đến cõi vô sắc giới thì chẳng những chẳng có ăn uống và dâm dục, tức là hình thể cũng chẳng có, chỉ có tâm thức mà thôi. Do đó, có thể chứng minh người tu đạo nhất định phải đoạn dục khử ái mới có thể ra khỏi tam giới. Chư thiên chưa đoạn dục niệm cho nên vẫn còn sinh tử. Kinh văn: như thế lần lượt đến trời Đại Phạm, trên đến trời Hữu Đỉnh, mùi hương nơi thân của chư thiên cũng đều ngửi được. Mùi hương đốt của chư thiên và mùi hương của Thanh Văn, mùi hương của Bích Chi Phật, mùi hương của Bồ Tát, mùi hương thân của chư Phật cũng đều ngửi được và biết ở đâu. Tuy ngửi được những mùi hương đó mà căn mũi chẳng hư, chẳng sai lầm. Nếu muốn phân biệt và nói cho người khác thì nhớ nghĩ chẳng quên. Giảng giải: lần lượt như thế đến sắc giới trời Đại Phạm, trên đến trời Hữu Đỉnh, mùi hương nơi thân của chư thiên cũng ngửi được. Chẳng những ngửi được mà còn phân biệt được rất rõ ràng, và cũng ngửi được mùi hương sông đốt của chư thiên và mùi hương đốt của Thanh Văn, Bích Chi Phật, Bồ Tát, chư Phật. Bậc Thanh Văn đốt hương tứ diệu đế, Bích Chi Phật đốt hương 12 nhân duyên, Bồ Tát đốt hương lục độ vạn hạnh,
chư Phật đốt hương giải thoát Bồ Đề. Những mùi hương đó tuy ở xa, tức cõi thường tịch quang, nhưng Pháp Sư thọ trì Kinh Pháp Hoa đều ngửi được mùi hương của bốn bậc thánh vừa nói ở trên, và cũng biết được mùi hương đó ở đâu. Tuy ngửi được mùi hương đó, cũng chẳng tổn hại căn mũi, cũng chẳng phán đoán sai lầm. Nếu như đem cảnh giới của mình thấy phân biệt vì người khác nói, thì sẽ nhớ chẳng quên, nhớ rõ ràng ở trong đầu óc, chẳng có sai lầm. Kinh văn. Bấy giờ Đức Thế Tôn muốn thuật lại nghĩa này, bèn nói bài kệ rằng: Giảng giải. Lúc đó Đức Phật muốn thuật lại nghĩa lý vừa nói ở trên, bèn dùng kệ để nói: Kinh văn. Người đó mũi thanh tịnh, ở trong thế giới này, hoặc vật thơm hay hôi, các thứ đều ngửi được. Giảng giải. Vị Pháp Sư đó thọ trì Kinh Pháp Hoa, có căn mũi rất thanh tịnh, ở trong thế giới này, hoặc là vật thơm hay là vật hôi thối, các thứ mùi vị đều hoàn toàn ngửi được, chẳng có sai lầm. Căn mũi cũng chẳng bị hương trần làm ô nhiễm, thì sẽ có cảnh giới sáu căn hỗ dụng với nhau. Sáu căn hỗ dụng với nhau như thế nào? Tức là con mắt có thể nghe được, lỗ tai thấy được, lỗ mũi nếm được, lưỡi ngửi được mùi hương, thân thể biết các pháp, ý thức xúc giác. Đó là cảnh giới sáu căn dụng với nhau. Mỗi một căn đều có tác dụng sáu căn. Bạn nói có diệu chăng? Kỳ thật, một chút cũng chẳng diệu. Người tu đạo tu định quả hầu thì đều sinh ra tác dụng như thế, chẳng có thần bí gì cả. Chỉ bất qua phương diện sinh lý khởi biến hóa mà thôi. Một số người chỉ biết mắt thấy hình sắc, tai nghe tiếng, mũi ngửi mùi, lưỡi nếm vị, thân xúc chạm, ý biết pháp. Nếu nói với họ cảnh giới sáu căn hỗ dụng với nhau, thì họ cho rằng là người ngu nói mộng, việc chẳng thể nào có. Đến khi họ tu đến cảnh giới này, thì chẳng nói họ cũng biết. Cho nên Phật Pháp chẳng phải ở lời nói, mà ở tại thực hành. Đến lúc đó, thấy mà chẳng thấy, nghe mà chẳng nghe, ngửi mà chẳng ngửi, nếm mà chẳng nếm, xúc mà chẳng xúc, duyên mà chẳng duyên. Chẳng bị cảnh giới chuyển, mới có sự sáu căn hỗ tương dụng với nhau. Kinh văn. Tu mạng na sa đề, đa ma la chiên đàn, trầm thủy và hương quý, các thứ hương hoa quả. Giảng giải. Hương hoa tu mạng na, hương hoa xà đề, hương đa ma la, mùi hương chiên đàn, mùi hương trầm thủy, mùi hương cây quý, các thứ hương của hoa, các thứ mùi hương của trái cây. Vị Pháp Sư thọ trì Kinh Pháp Hoa ngửi thì sẽ biết được là mùi hương cây cỏ gì. Kinh văn. Và hương các chúng sinh, hương người nam, người nữ, người thuyết pháp ở xa, ngửi hương biết chỗ nào. Giảng giải. Lại biết được mùi hương của chúng sinh, như mùi hương của ngựa, trâu, dê, vân vân, lại biết được mùi hương của người nam, người nữ. Vị Pháp Sư diện nói Kinh Pháp Hoa, tuy ở nơi xa, mà khi ngửi đến mùi hương thì biết được mùi hương ở đâu. Kinh văn. Đại thế chuyển luân dương, tiểu chuyển luân già con, quần thần các cung nhân, ngửi hương biết chỗ nào. Giảng giải. Chuyển luân thánh dương phân làm bốn loại: kim luân dương cai trị bốn thiên hạ, ngân luân dương cai trị ba thiên hạ,
Đồng Luân Vương cai trị hai thiên hạ, Thiết Luân Vương cai trị một thiên hạ. Kim Luân Vương là đại thế chuyển Luân Vương, có 1000 thái tử, lại có 7 báo: 1. Bánh xe báo, 2. Voi báo, 3. Ngựa báo, 4. Châu báo, 5. Nữ báo, 6. Kho tàng báo, 7. Bình báo. Còn 3 luân kia đều là tiểu chuyển Luân Vương. Đại chuyển Luân Vương, tiểu chuyển Luân Vương, ngàn người con, quần thần, cung nhân, vân vân. Vị pháp sư đó, một khi ngửi mùi hương thì biết được chỗ nào. Do đó, có thể chứng minh lỗ mũi cũng có công năng của mắt. Kinh văn: thân mang các châu báu và tạng báu trong đất, chuyển Luân Vương nữ báu, ngửi hương biết ở đâu. Giảng giải: trên thân mang tất cả châu báu, tất cả kho tàng châu báu ẩn tàng dưới đất, và hành tung của chuyển Luân Thánh Vương và nữ báu ở đâu. Khi vị pháp sư đó ngửi mùi hương thì sẽ biết rõ. Kinh văn: mọi người thân trang sức, quần áo và chuỗi ngọc và các thứ hương xoa, ngửi hương đều biết rõ. Giảng giải: những người ở trên trời và ở tại nhân gian dùng đồ vật để trang sức như quần áo, chuỗi ngọc và các thứ hương xoa. Vị pháp sư đó, một khi ngửi mùi thì sẽ biết thân họ trang sức đồ gì. Kinh văn: chư thiên đi hoặc ngồi, đùa giỡn và thần biến, người trì kinh pháp này, ngửi hương đều biết được. Giảng giải: chư thiên trong ba cõi, hoặc đi, hoặc ngồi thiền, hoặc đùa giỡn, hoặc thần biến, vị pháp sư đó, một khi ngửi mùi hương thì sẽ biết được họ đang làm gì. Kinh văn: các cây hoa quả thật và dầu tô hương vị, người trì kinh ở đây biết rõ ở chỗ nào. Giảng giải: hết thảy tất cả cây hoa quả thật và mùi hương dầu tô thắp đèn, vị pháp sư thọ trì kinh pháp hoa ở nơi đây, một khi ngửi mùi hương thì hoàn toàn biết được ở chỗ nào. Kinh văn: nơi núi sâu nguy hiểm, cây chiên đàn nở hoa, chúng sinh ở trong đó, ngửi hương đều biết được. Giảng giải: ở chỗ thâm sơn cùng cốc rất nguy hiểm, có cây chiên đàn nở hoa rất sum suê, rất thơm tho. Tất cả chúng sinh ở trong thâm sơn làm gì, vị pháp sư đó ngửi mùi hương thì hoàn toàn biết rõ. Kinh văn: núi Thiết Di biển cả, các chúng sinh trong đất, người trì kinh ngửi hương đều biết ở chỗ nào. Giảng giải: núi Thiết Di và biển cả và tất cả chúng sinh ở trong đất, vị pháp sư thọ trì kinh pháp hoa, một khi ngửi mùi hương thì hoàn toàn biết họ đang ở đâu, chẳng sai lầm. Kinh văn: nam nữ Atula và quyến thuộc của họ, khi đấu tranh vui đùa, ngửi hương đều biết được. Giảng giải: nam nữ Atula đều có tâm thích đấu tranh. Nếu có việc bất như ý thì họ nổi giận. Như phu nhân của đế thích là con gái của vua Atula, cô ta rất đố kỵ, thường nổi giận với đế thích, thậm chí phát sinh chiến tranh. Nam nữ Atula và quyến thuộc khi đùa giỡn tranh đấu để làm trò chơi, nổi giận để làm tiêu khiển, vẫn làm thường xuyên, chẳng thấy có gì quái lạ. Vị pháp sư đó, một khi ngửi mùi hương thì biết được tình hình của họ. Kinh văn: nơi khoáng giả nguy hiểm, sư tử voi hổ lang, bò hoang trâu nước thảy, ngửi mùi biết chỗ ở. Giảng giải: ở nơi khoáng giả không có người, hoặc ở nơi nguy hiểm, hoặc có sư tử, voi, cọp, sài lang, hoặc bò hoang, trâu nước, vân vân,
Vị pháp sư đó một khi ngửi mùi hương thì biết nơi của chúng ở. Kinh văn: Nếu có người mang thai chưa biết trai hay gái, vô căn và phi nhân, ngửi hương đều biết được. Giảng giải: Nếu như có người nữ đã mang thai mà chẳng biết được là trai hay gái, hoặc là quỷ thai hoặc là quái thai, vị pháp sư đó vì thọ trì kinh Pháp Hoa, một khi ngửi mùi hương thì sẽ biết được rõ ràng, chẳng phán đoán sai lầm. Kinh văn: Bởi nhờ sức ngửi hương biết được sự mang thai, thành tựu chẳng thành tựu, an lạc sinh quý tử. Giảng giải: Vì nhờ sức ngửi hương mà biết được tình hình khi mang thai, thành tựu hay chẳng thành tựu, ngửi mùi hương thì sẽ biết. Giống như trái cây, chín thì sẽ rụng xuống, chưa chín thì không thể rụng xuống. Đây là hiện tượng tự nhiên, không thể ép buộc để sinh ra, thì rất nguy hiểm cho mẹ và con. Hiện tại, sự phá thai rất là nhiều. Đây là việc bất nhân đạo nhất. Những người đó đã gieo trồng xuống nhân quả rất là ác độc. Thai nhi ở trong bụng mẹ 10 tháng mới thành tựu, có thể sinh ra, mẹ con nhất định bình an. Nếu 7 tháng mà sinh ra thì chẳng thành tựu. Đứa bé khó mà nuôi sống. Người mẹ khi sinh con thì rất nguy hiểm. Nếu quy y Tam Bảo, đọc tụng kinh điển thì sẽ an lạc, sinh ra con có phước báo. Kinh văn: Bởi nhờ sức ngửi hương biết nam nữ nghĩ gì, tâm nhiễm dục si sân, cũng biết người tu thiện. Giảng giải: Bởi nhờ sức ngửi mùi hương nên biết được người nam nghĩ gì và biết được người nữ nghĩ gì. Chẳng ngoài những sự nghĩ tưởng là nhiễm dục. Vì ngu si mới nghĩ việc trai gái hoặc sân hận. Các tâm lý như thế, vị pháp sư đó hoàn toàn biết rõ và cũng biết người nào tu pháp lành. Kinh văn: Trong đất có kho tàng, vàng bạc các châu báu, đồ đồng dùng đựng chứa, ngửi hương đều biết được. Giảng giải: Lại biết kho tàng châu báu ẩn tàng dưới lòng đất, hoặc là mỏ vàng, mỏ bạc, hoặc các châu báu. Trong đồ đồng đựng chứa những gì? Vị pháp sư đó, một khi ngửi mùi hương thì đều biết được. Kinh văn: Đủ thứ các chuỗi ngọc, không biết được giá cả. Ngửi hương biết tốt xấu, xuất xứ và ở đâu. Giảng giải: Đủ thứ chuỗi ngọc. Chuỗi ngọc dùng bảy bảo: vàng, bạc, lưu ly, pha lê, sa cừ, xích châu, mã não chế thành. Thường đeo ở trên cổ là đồ trang sức. Lúc Phật còn tại thế, ở Ấn Độ nhà quý tộc đều mang. Đó là biểu thị sự trang nghiêm. Các vị thầy đó, các vị Bồ Tát, trên thân đều có chuỗi ngọc. Trong phẩm Phổ Môn có nói: Bồ Tát vô tận ý, cởi sâu chuỗi quý báu trên cổ, giá trị 100.000 lượng vàng, cúng dường cho Bồ Tát Quán Thế Âm. Giá trị của chuỗi ngọc, phàm phu chẳng biết được giá cả, chẳng biết là quý, cũng chẳng biết là chẳng quý. Chẳng cách chi biết được giá là bao nhiêu. Nhưng vị pháp sư đó, một khi ngửi mùi hương thì biết được là quý báu hay tâm thương. Hạt châu báu sinh sản ở đâu và bây giờ ở đâu? Kinh văn: Các thứ hoa trên trời, mãng đà mãng thù sa, cây ba lợi chất đa, ngửi hương đều biết được. Giảng giải: Trên cõi trời đao lợi có rất nhiều cây hoa, như hoa tiểu bạch và hoa tiểu hồng, hoặc cây thiên thụ dương, vân vân. Vị pháp sư đó một khi ngửi mùi hương thì hoàn toàn biết được. Kinh văn: Các cung điện trên trời, thượng trung hạ khác nhau, các hoa báo trang nghiêm, ngửi hương đều biết được. Giảng giải: Trên cõi trời đao lợi có rất nhiều cung điện,
nhưng phân ra ba hạng, thượng, trung và hạ khác nhau. Bất cứ cung điện gì, dùng thứ báo gì và các thứ hoa gì để trang nghiêm, vị pháp sư đó ngửi mùi hương thì sẽ biết được. Kinh văn: Dường rừng thắng điện trời, các quán diệu pháp đường, vui đùa ở trong đó, ngửi hương đều biết được. Giảng giải: Trong vườn hoa trên trời Đao Lợi, tất cả cây lớn đều dùng bảy báo trang nghiêm. Gốc cây dùng ngọc làm thành, lá dùng vàng bạc làm thành, hoa dùng trân châu làm thành, quả dùng mã não làm thành. Thắng điện trong vườn là nơi vui đùa của người trời. Các quán và diệu pháp đường là nơi luận sự của người trời. Vị pháp sư đó một khi ngửi mùi thì biết tình hình người trời đang vui đùa trong đó. Kinh văn: Hoặc chư thiên nghe pháp, hoặc khi thọ năm dục, lai giảng đi ngồi nằm, ngửi hương đều biết được. Giảng giải: Chư thiên thường đến diệu pháp đường nghe Thích Đề Hoằng Nhân giảng Phật pháp, hoặc khi ở tại thắng điện hưởng thọ năm dục, hoặc đi hoặc đến, hoặc ngồi thiền hoặc nằm, các thứ tư thế, vị pháp sư đó một khi ngửi mùi thì đều biết rõ. Kinh văn: Y phục thiên nữ mặc, hương hoa quý trang nghiêm, khi đi dạo du hí, ngửi hương đều biết được. Giảng giải: Y phục của thiên nữ mặc vừa nhẹ lại rất đẹp, đều dùng hoa hương quý để trang nghiêm. Hương thơm tỏa khắp, họ chẳng những xinh đẹp mà còn duyên dáng. Khi họ đi dạo, du hí nhảy múa, khoái lạc vô cùng. Vị pháp sư đó, một khi ngửi mùi hương thì hoàn toàn biết được tình hình khi họ du hí. Kinh văn: Như vậy lần lượt lên, cho đến trời phạm thế, người nhập thiền xuất thiền, ngửi hương đều biết được. Giảng giải: Như vậy lần lượt lên cho đến sắc giới trời phạm thế, hoặc người nhập thiền định, hoặc người xuất thiền định, vị pháp sư đó một khi ngửi mùi hương thì hoàn toàn biết được. Người trên cõi trời đều tu thiền định, án chiếu theo sự thù tế sâu cạn của thiền định để quyết định, hoặc thăng đi lên hoặc đi xuống. Trời sơ thiền gọi là ly sinh hỷ lạc địa, tức là lìa khỏi sự khoái lạc của chúng sinh cõi dục giới mà sinh ra khoái lạc đặc biệt. Trời nhị thiền gọi là định sinh hỷ lạc địa, ở trong định đắc được sự hỷ lạc không gì sánh bằng. Đây là thiền duyệt di thực, pháp hỷ sung mãn, chẳng đói chẳng khát. Trời tam thiền là ly hỷ diệu lạc địa, lìa khỏi cảnh giới nhị thiền, đắc được sự khoái lạc không thể tả. Trời tứ thiền gọi là xả niệm thanh tịnh địa, xả bỏ tâm niệm khoái lạc, đạt đến chỗ vô vi mà vô bất vi, trong tâm rất thanh tịnh, chẳng có tạp nhiễm. Đây là cảnh giới sơ bộ của thiền định, vẫn còn là cảnh giới của phàm phu, chứ chẳng phải là cảnh giới của thánh nhân. Nếu tiếp tục nỗ lực dụng công thì khi đạt đến trời ngũ bất hoàng mới nhập vào dòng thánh nhân pháp tín, ngược dòng phàm phu lục trần. Kinh văn: Trời Quan Âm biến tịnh, cho đến trời hữu đỉnh, sơ sinh và đến chết, ngửi hương đều biết được. Giảng giải: Một số người chỉ biết trời ở trên đầu mà chẳng biết ngoài cõi trời lại có cõi trời khác. Trong vũ trụ có vô lượng cõi trời. Trong kinh Phật có nói, tại dục giới có 6 cõi trời, tại sắc giới có 18 cõi trời, tại vô sắc giới có 4 cõi trời, tổng cộng có 28 cõi trời. Đó là nói theo nghĩa hẹp. Nếu nói theo nghĩa rộng thì có vô lượng cõi trời. Trong mỗi cõi trời có một Thiên Chúa. Ngoại đạo chỉ biết một Thiên Chúa, kỳ thật có vô lượng Thiên Chúa. Thiên Chúa ở trong Phật giáo bất quá là một vị thần hộ pháp mà thôi, địa vị rất thấp, thân phận ở trước Phật chỉ có đứng, chứ chẳng có tư cách ngồi. Tại sao? Vì ông ta là thần hộ pháp.
giống như Bồ Tát Di Đà, Bồ Tát Già Lam, tay cầm chùy bảo kim cang, đứng ở trước Phật để bảo hộ Phật. Trời Quan Âm là tầng trời thứ sáu của sắc giới. Người trời ở đây dùng ánh sáng tức hào quang để nói chuyện, đại biểu cho tiếng nói. Trời Biến Tịnh là tầng trời thứ chín của sắc giới. Người trời ở cõi này biển khắp đắc được an lạc thanh tịnh. Trời Hữu Đỉnh là tầng trời thứ tư của vô sắc giới, cũng là tầng trời thứ 28 của tam giới, là tầng trời cao nhất, gọi là trời phi tưởng, phi phi tưởng xứ. Tuổi thọ của cõi trời là 8 vạn đại kiếp. Song đến lúc đọa lạc thì chiếu theo sự thọ khổ luân hồi. Ngoại đạo cho rằng đây là cảnh giới cao nhất. Ra khỏi cõi trời này mới có thể chấm dứt phân đoạn sinh tử. Đến bậc vô học thì chứng được tứ quả A-la-hán, đoạn sạch kiến tư, tức thấy nghĩ hai hoặc. Do đó có câu, các lậu đã sạch, phạm hạnh đã vững, những gì cần làm đã làm xong, chẳng còn thọ thân sau nữa. Đây là cảnh giới A-la-hán. Cõi trời mà chúng ta thấy là trời tứ thiên vương. Hướng đông là Trì Quốc Thiên Vương, hướng tây là Quảng Mục Thiên Vương, hướng nam là Tăng Trưởng Thiên Vương, hướng bắc là Đa Văn Thiên Vương. Mỗi vị thiên vương có 8 đại tướng quân, trấn giữ 4 hướng cõi trời đao lợi, phòng giữ binh Atula xâm phạm. Bồ Tát Hộ Pháp Di Đà là một trong 32 đại tướng. Ngài ở trong 1000 vị Phật ở hiền kiếp sẽ là vị Phật cuối cùng, danh hiệu là Lâu Chí Phật. Thời gian 1 ngày đêm ở cõi trời tứ thiên vương thì đồng ở nhân gian 50 năm. Tuổi thọ ở cõi trời này là 500 tuổi. Như vậy tính theo ở nhân gian tức là 922 vạn năm ngàn năm. Còn tuổi thọ của các cõi trời khác cứ theo số này mà nhân lên. Từ sơ sinh ban đầu đến cõi trời và đến lúc chết, năm tướng suy phát hiện lạc ngừng. Vị pháp sư đó một khi ngửi mùi hương thì hoàn toàn biết được rất rõ ràng, chẳng có sai lầm. Kinh văn: các chúng tỳ kheo thảy giới pháp thường tinh tấn, hoặc ngồi hoặc kinh hành và đọc tụng kinh điển. Giảng giải: tất cả tỳ kheo và tỳ kheo ni vân vân đối với Phật pháp rất dũng mãnh tinh tấn, tu trì học tập, chẳng có giải đãi, hoặc ngồi thiền, hoặc đi kinh hành, hoặc đọc tụng kinh điển, rất dụng công, chẳng có lười biếng giải đãi. Do đó, siêng tu giới định huệ, diệt trừ tham sân si. Kinh văn: hoặc dưới cây trong rừng, chuyên tinh tấn ngồi thiền, người trì kinh ngửi hương, đều biết họ ở đâu. Giảng giải: họ ở dưới cây lớn trong rừng, chuyên nhất tinh tấn ngồi thiền, vì trong rừng thanh tịnh, không khí mát mẻ, dễ đắc được tam muội khinh an. Có người hỏi, nhập định và ngủ có gì khác nhau? Khi nhập định thì trong tâm biết, ngồi ngay ngắn, thân chẳng lay động, đầu chẳng cúi chẳng nghiêng. Đó là cảnh giới tịch mà thường chiếu, chiếu mà thường tịch. Khi ngủ thì gì cũng chẳng biết, thậm chí còn ngáy như sấm. Từ thị ngược lại, vị pháp sư thọ trì kinh Pháp Hoa, một khi ngửi mùi hương thì biết họ đang ở đâu, tu trì pháp môn gì. Kinh văn: Bồ Tát chí vững chắc, ngồi thiền hoặc đọc tụng, hoặc vì người nói pháp, ngửi hương đều biết được. Giảng giải: Bồ Tát phát Bồ Đề Tâm, hành Bồ Tát Đạo, chí nguyện rất vững chắc. Bất cứ gặp chướng ngại gì cũng chẳng sinh tâm thối chuyển. Bất cứ là ngồi thiền, hoặc đọc tụng kinh điển, hoặc vì người nói pháp, vị pháp sư đó một khi ngửi mùi hương thì biết rõ. Kinh văn: Thế Tôn trong mười phương được tất cả cung kính, thương chúng mà nói pháp, ngửi hương đều biết được. Giảng giải: trong thế giới mười phương,
bất cứ Đức Thế Tôn ở phương nào đều được tất cả chúng sinh cung kính. Vì thương xót chúng sinh nên Phật vì chúng sinh mà diện nói diệu pháp, liễu sinh thoát tử, lìa khổ được vui. Vị pháp sư đó một khi ngửi mùi hương thì biết được Đức Phật đó ở phương nào. Kinh văn: chúng sinh ở trước Phật nghe kinh đều hoan hỷ, như pháp mà tu hành, ngửi hương đều biết được. Giảng giải: hết thảy chúng sinh ở trước Phật nghe Phật diện nói kinh điển đều hoan hỷ nhảy nhót vui mừng. Sau khi nghe kinh rồi, y theo pháp mà tu hành. Vị pháp sư đó một khi ngửi mùi đều biết được người nào y theo pháp tu hành. Lỗ mũi thì có công năng của mắt và tai, thấy được, nghe được. Bạn nói có diệu chăng? Kinh diệu pháp liên hoa, diệu không thể tả. Kinh văn: tuy chưa được vô lậu pháp sinh tỷ Bồ Tát, mà người trì kinh này trước được tướng mũi này. Giảng giải: vị pháp sư thọ trì kinh Pháp Hoa, tuy chưa chứng được Bồ Tát vô lậu pháp sinh tỷ, vì thọ trì kinh này nên trước hết đắc được tướng mũi này. Kinh văn: lại nữa, thường tinh tấn, nếu người thiện nam, người thiện nữ thọ trì kinh này, hoặc đọc, hoặc tụng, hoặc giải nói, hoặc biên chép, thì được 1200 công đức nơi lưỡi, hoặc tốt, hoặc xấu, hoặc ngon, hoặc dở, và các đồ đắng cay. Khi đến căn lưỡi thì đều biến thành vị thượng diệu như là cam lồ, chẳng có gì mà không ngon. Giảng giải: Đức Phật gọi một tiếng thường tinh tấn Bồ Tát. Nếu người thiện nam, người thiện nữ thọ trì bộ kinh Pháp Hoa này, hoặc đọc tụng kinh này, hoặc giải nói kinh này, hoặc biên chép kinh này, y chiếu theo đạo lý của kinh Pháp Hoa mà tu hành thì sẽ chứng được 1200 công đức nơi lưỡi. Lưỡi chẳng những nói pháp được mà còn nói diệu pháp viên dung vô ngại. Cho nên công đức của lưỡi rất lớn, đầy đủ viên mãn. Lưỡi có công đức nói pháp, cũng nói chuyện thị phi tạo tội nghiệp. Nếu không nói pháp mà nói thị phi thì có 12000 tội lỗi. Tại sao? Vì lưỡi có thể nói dối, nói lời thêu dệt, nói hai lưỡi, chửi mắng. Càng tạo càng nhiều, tạo thành vô lượng vô biên tội lỗi. Lưỡi tạo nghiệp ác thì ăn đồ vật chẳng biết mùi vị, chẳng phân biệt được đắng cay, chua mặn, ngọt, năm vị. Bất cứ hương vị đồ ăn như thế nào cũng chẳng biết. Nếu lưỡi tạo công đức lành thì biết mùi vị của vật ăn ngon hay là dở. Bất cứ là tốt hoặc là xấu, chẳng màng là vị đắng hay vị cay. Một khi đến căn lưỡi thì thức ăn uống đều biến thành vị ngon thượng diệu. Hương thơm ngon ngọt như là cam lồ, chẳng có mùi vị không ngon. Chữ đắng và chữ khổ tuy khác, song nghĩa vẫn là một. Do đó có câu: ăn khổ trong sự khổ mới là người hơn mọi người khác. Có hai câu thơ hình dung người siêng năng khổ sở học hành. Thọ tận thập niên hàng sông khổ, nhất cử thành danh thiên hạ tri. Nghĩa là 10 năm khổ cực để học hành, một khi đỗ đạt thiên hạ đều biết. Người thời xưa học hành là một người khổ học tại thư phòng, học tứ thư ngũ kinh. Ngày cũng học, đêm cũng học, chẳng có nghỉ ngơi, chẳng có chơi lêu lỏng với bạn bè, cũng chẳng vui đùa tiêu khiển. Do đó có câu: tam canh đăng quả ngũ canh khê, chánh thị nam nhi lập chí thời. Dụng công như thế trải qua 10 năm khổ sở lạnh lẽo, học vấn phong phú. Đến khi thi cử thì tam nguyên cập đệ, bản vàng đề danh tiện trạng nguyên. Lúc đó thiên hạ ai ai cũng biết người đó trúng trạng nguyên, sáng lạng tổ tâm.
Trước kia chẳng có ai biết là khổ, bây giờ thiên hạ biết là ngọt. Do đó khổ tận cam lai, nghĩa là hết khổ đến sướng. Trước kia người nghèo thì học văn, người giàu thì học võ, cho nên mới nói hàng song khổ. Kinh văn. Hoặc dùng căn lưỡi ở trong đại chúng diện nói pháp thâm sâu vi diệu, khiến cho tâm của người nghe đều hoan hỷ sung sướng. Giảng giải. Hoặc dùng căn lưỡi ở trong đại chúng diện nói pháp thâm sâu vi diệu, tiếng âm thanh vi diệu đó nhập vào tâm của người nghe, khiến cho họ sinh tâm hoan hỷ sung sướng đến cực điểm, tên chẳng tự chủ được bèn nhảy nhót lên. Kinh văn. Lại có các thiên tử, thiên nữ, các vị trời, đế thích, phạm thiên, vân vân, nghe được âm thanh diện nói pháp vi diệu như thế, lời nói có thứ lớp thì đều đến nghe. Giảng giải. Lại có tất cả thiên tử, thiên nữ, lại có trời đế thích, trời phạm thiên và các thiên chủ của các cõi trời khác, họ nghe được âm thanh thâm diệu đó thì tâm sinh hoan hỷ. Phàm là vị pháp sư đó, diễn nói trước sau đều có thứ lớp, phân môn biệt loại, chẳng phải tạp loạn lộn xộn, cho nên họ đều đến nghe giảng. Kinh văn. Và các rồng, rồng nữ, dạ xoa nữ, càng thác bà nữ, a tu la nữ, ca lâu na nữ, khẩn na la, khẩn na la nữ, ma hầu la già nữ, vì nghe pháp mà đến gần gũi cung kính cúng dường. Giảng giải. Lại có rồng và rồng nữ, lại có dạ xoa và dạ xoa nữ, lại có càng thác bà và càng thác bà nữ, lại có a tu la và a tu la nữ, lại có ca lâu na và ca lâu na nữ, lại có khẩn na la và khẩn na la nữ, lại có ma hầu la già và ma hầu la già nữ. Những vị trời rồng tám bộ đó, vì nghe vị pháp sư đó diện nói kinh pháp hoa, mà đến gần gũi cúng dường vị pháp sư đó. Kinh văn. Và tỳ kheo, tỳ kheo ni, cư sĩ nam, cư sĩ nữ, quốc dương, thái tử, quần thần quyến thuộc, tiểu chuyển luân dương, đại chuyển luân dương, bảy báo, ngàn người con, quyến thuộc nội ngoại, đều ngồi cung điện đến để nghe pháp. Giảng giải. Lại có tỳ kheo, tỳ kheo ni, cư sĩ nam, cư sĩ nữ, ông vua, thái tử, quần thần quyến thuộc, tiểu chuyển luân dương, đại chuyển luân dương, bảy báo, ngàn người con, quyến thuộc nội ngoại, thấy đều ngồi cung điện đến để nghe pháp. Nghe pháp gì? Nghe diệu pháp của kinh pháp hoa. Kinh văn. Bởi Bồ Tát đó khéo nói pháp, cho nên các bà la môn, cư sĩ nhân dân trong nước suốt đời theo hầu hạ cúng dường. Giảng giải. Vì vị pháp sư đó là Bồ Tát pháp sư, do khéo dạy nói kinh diệu pháp liên hoa, cho nên các bà la môn tu hành thanh tịnh và cư sĩ người tại gia tu đạo cùng với nhân dân trong nước, họ suốt đời lúc nào cũng hầu hạ và cúng dường vị Bồ Tát pháp sư đó. Kinh văn. Lại nữa, các vị thanh văn, Bích Chi Phật, Bồ Tát, chư Phật thường ưa thấy vị pháp sư đó. Vị đó ở đâu thì chư Phật đều hướng về vị đó nói pháp. Vị đó đều thọ trì tất cả Phật pháp, lại có thể nói ra pháp âm thâm sâu vi diệu. Giảng giải. Lại tất cả thanh văn, Bích Chi Phật, Bồ Tát, chư Phật, bốn bậc thánh,
đều hoan hỷ thấy vị pháp sư đó. Bất cứ ở đâu, mười phương chư Phật đều hướng về chỗ của vị đó nói pháp. Vị pháp sư đó hoàn toàn thọ trì tất cả Phật pháp của chư Phật nói, có thể nói ra pháp âm thâm sâu vi diệu. Kinh văn. Bấy giờ Đức Thế Tôn muốn thuật lại nghĩa này, bèn nói bài kệ rằng: giảng giải. Lúc đó Đức Phật bi tâm thiết thiết, muốn tường thuật lại nghĩa lý ở trên, bèn nói ra bài kệ rằng: kinh văn. Căn lưỡi người đó tịnh, trọn chẳng thọ gì dở. Người đó ăn những gì đều biến thành cam lồ. Giảng giải. Vị pháp sư đó căn lưỡi đắc được thanh tịnh, tự tánh cũng thanh tịnh, chẳng bao giờ thọ dị dở, còn chuyển được dị dở thành dị thượng diệu. Bất luận là ăn vật gì, một khi vào căn lưỡi thì đều biến thành diệu dị cam lồ, tức cũng là diệu dị đề hồ vô thượng. Kinh văn. Dùng tiếng diệu thâm tịnh trong đại chúng nói pháp, dùng nhân duyên ví dụ dẫn dắt tâm chúng sinh. Người nghe đều hoan hỷ, sắm các thứ cúng dường. Giảng giải. Vị pháp sư đó dùng lời nói thâm sâu thanh tịnh vi diệu, ở trong đại chúng diện nói diệu pháp, dùng đủ thứ nhân duyên và đủ thứ ví dụ dẫn dắt chúng sinh, khiến cho họ phát bồ đề tâm, thành tựu quả vị Phật. Chúng sinh nghe pháp đều hoan hỷ, chúng sinh sắm tất cả đồ cúng dường tối thượng để cúng dường vị pháp sư đó. Kinh văn. Các trời rồng dạ xoa và a tu la thể đều dùng tâm cung kính cùng đến để nghe pháp. Giảng giải. Trời rồng tám bộ chúng vốn có tâm đấu tranh, nhưng sau khi quy y Phật rồi thì tâm sân hận biến thành tâm từ bi, phát nguyện làm thiện thần hộ pháp. Họ đều dùng tâm cung kính để nghe vị pháp sư đó nói pháp. Kinh văn. Người đó diện nói pháp, hoặc muốn dùng diệu âm, giang khắp 3000 cõi, tùy ý bèn đến được. Giảng giải. Vị pháp sư đó giải nói kinh diệu pháp liên hoa, muốn dùng pháp âm thâm sâu vi diệu thì sẽ giang khắp 3000 đại thiên thế giới. Chỉ cần quán tưởng như thế thì diệu âm sẽ tùy ý đến lỗ tai của hết thảy chúng sinh trong 3000 đại thiên thế giới. Kinh văn. Vua Luân Dương lớn nhỏ và ngàn con quyến thuộc chắp tay tâm cung kính, thường đến nghe thọ pháp. Giảng giải. Vua Đại Chuyển Luân và vua Tiểu Chuyển Luân cùng với ngàn người con và quyến thuộc đều chắp tay cung kính đến pháp hội để nghe thọ Phật pháp của vị pháp sư đó giảng. Những người đó nghe vị pháp sư giảng kinh thuyết pháp thì cảm thấy hơn là đọc kinh điển. Do đó có câu: thính quân nhất tịch thoại, thắng độc thập niên thư. Nghĩa là nghe một buổi giảng pháp hơn 10 năm đọc sách. Kinh văn. Các trời rồng dạ xoa, la sát tỳ xá xà, cũng dùng tâm hoan hỷ, thường thích đến cúng dường. Giảng giải. Chư thiên trong tam giới, Long Vương trong bốn biển và dạ xoa, la sát, tỳ xá xà, vân vân, loài quỷ vốn chẳng sinh tâm hoan hỷ, nhưng hiện tại cũng sinh tâm hoan hỷ, luôn luôn thích muốn đến cúng dường vị pháp sư đó. Kinh văn. Trời Phạm Thiên Ma Vương, tự tại đại tự tại, hết thảy các thiên chúng thường đến chỗ người đó. Giảng giải. Trời Đại Phạm Thiên tức thi khí, và Ma Vương tức ba tuần, cùng với trời tự tại tức trời tha hóa tự tại, trời đại tự tại tức trời cửu kính, hết thảy các thiên chúng
thường đến chỗ vị pháp sư đó, nghe Phật pháp và cúng dường pháp sư. Kinh văn: chư Phật và đệ tử nghe người đó nói pháp, thường nhớ mà bảo hộ, hoặc có khi hiện thân. Giảng giải: mười phương chư Phật và hàng đệ tử, Thanh văn, Bích chi Phật, Bồ Tát nghe âm thanh của vị pháp sư đó diện nói diệu pháp, thì thường nghĩ nhớ vị pháp sư đó mà bảo vệ đạo tràng. Hoặc có khi mười phương chư Phật và chúng đệ tử hiện thân để cho vị đó thấy. Đó là cảm ứng của sự thọ trì kinh Pháp Hoa. Kinh văn: lại nữa, thường tinh tấn, nếu người thiện nam, người thiện nữ thọ trì kinh này, hoặc đọc tụng, hoặc giải nói, hoặc biên chép, thì được 800 công đức nơi thân, được thân thanh tịnh như lưu ly, chúng sinh đều thích thấy. Giảng giải: Đức Phật lại gọi một tiếng Bồ Tát thường tinh tấn. Nếu như có người nam tu hành và người nữ tu hành, hoặc thọ trì kinh Diệu Pháp Liên Hoa, hoặc đọc kinh này, hoặc tụng kinh này, hoặc giải nói kinh này, hoặc biên chép kinh này, thì đắc được 800 công đức nơi thân, được thân thể thanh tịnh như lưu ly. Hết thảy chúng sinh đều hoan hỷ thấy vị pháp sư đó. Kinh văn: vì thân người đó thanh tịnh, cho nên chúng sinh trong 3.000 đại thiên thế giới, khi sinh khi chết, trên trời dưới địa ngục, tốt xấu, sinh về chỗ lành, sinh về chỗ dữ, thấy đều hiện ra trong thân người đó. Giảng giải: vì thân thể vị pháp sư đó thanh tịnh, cho nên chúng sinh trong 3.000 đại thiên thế giới, hoặc khi sinh, hoặc khi chết, hoặc ở trên trời, hoặc ở dưới địa ngục, tướng mạo tốt hay xấu, sinh về chỗ lành hay chỗ ác, thấy đều hiện ra trong thân thể thanh tịnh, rõ ràng, chẳng tạp loạn. Thân thanh tịnh này là một tấm gương tròn lớn, hiện ra tất cả hình bóng. Kinh văn: và núi Thiết Di, núi Đại Thiết Di, núi Di Lâu, núi Đại Di Lâu, hết thảy các núi và chúng sinh ở trong đó đều hiện ra trong đó. Giảng giải: và núi Thiết Di, tức ngoài bốn đại châu có núi bao quanh. Núi Đại Thiết Di, tức ngoài 3.000 đại thiên thế giới có núi bao quanh. Núi Di Lâu và núi Đại Di Lâu, hết thảy các núi, chúng sinh ở trong đó hoàn toàn hiện ra ở trong thân thanh tịnh. Thân thanh tịnh đó là giống như máy lôi đạt, tức radar, bất cứ máy bay ở đâu bay đến đều nhìn thấy rất rõ ràng. Kinh văn: dưới đến địa ngục A Tỳ, trên đến cõi trời hữu đỉnh, hết thảy cảnh giới và tất cả chúng sinh đều hiện ra ở trong đó. Giảng giải: dưới đến địa ngục vô gián, trên đến cõi trời phi tượng phi phi tượng xứ, hết thảy cảnh giới và hết thảy chúng sinh hoàn toàn hiện ra ở trong thân thanh tịnh. Lại giống như máy truyền hình, chỉ cần bấm nút thì hình ảnh sẽ xuất hiện. Người tu đạo mà nghiên cứu minh bạch Phật pháp thì sẽ có cảnh giới như thế xuất hiện. Kinh văn: hoặc hàng thanh văn, Bích chi Phật, Bồ Tát, chư Phật thuyết pháp đều hiện ra hình bóng ở trong thân người đó. Giảng giải: hoặc là hàng thanh văn, hoặc là Bích chi Phật, hoặc là Bồ Tát, hoặc là chư Phật ở trong mười phương thế giới thuyết pháp đều hiện ra hình bóng ở trong thân thanh tịnh của vị pháp sư đó. Kinh văn: bấy giờ Đức Thế Tôn muốn thuật lại nghĩa này, bèn nói bài kệ rằng. Giảng giải: lúc đó Đức Phật muốn tường thuật lại nghĩa ở trên vừa nói, bèn dùng kệ nói ra. Kinh văn: nếu người trì Pháp Hoa được thân rất thanh tịnh, tịnh như là lưu ly, chúng sinh đều ưa thích. Giảng giải:
Nếu như vị pháp sư thọ trì kinh Diệu Pháp Liên Hoa thì sẽ được thân thể rất thanh tịnh, chẳng có nhiễm ô, giống như lưu ly thanh tịnh sáng chói. Hết thảy chúng sinh đều hoan hỷ thấy vị pháp sư đó nói pháp. Kinh văn: lại tịnh như gương sáng, đều thấy các hình bóng. Bồ Tát nơi thân tịnh, đều thấy toàn thế giới. Chỉ riêng mình thấy rõ, người khác chẳng thấy được. Giảng giải: thân thanh tịnh đó là giống như gương sáng, hoàn toàn thấy được tất cả hình bóng. Hình bóng đến thì hiện, đi thì chẳng có, chẳng lưu ảnh lại. Ở trong thân thanh tịnh của Bồ Tát, nhìn thấy được hình bóng toàn thế giới. Cảnh giới đó chỉ riêng Bồ Tát tự mình thấy rõ, ngoài ra người khác chẳng thấy đặng. Kinh văn: trong 3000 thế giới, tất cả hữu vô tình, trời người A-tu-la, địa ngục quỷ súc sinh, các hình bóng như thế đều hiện ra trong thân. Giảng giải: ở trong 3000 đại thiên thế giới, hết thảy tất cả chúng sinh và tất cả cảnh giới như người ở trên trời, người ở trong nhân gian và A-tu-la, đây là ba đường lành. Và địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh, đây là ba đường ác. Tất cả hình bóng trong 6 đường như thế đều hiện ra ở trong thân thanh tịnh lưu ly của Bồ Tát, chẳng những rõ ràng mà còn chẳng tạp loạn. Kinh văn: cung điện của chư thiên cho đến trời hữu đỉnh, núi thiết và di lâu, các biển cả sông ngoài đều hiện ra trong thân. Giảng giải: cung điện của chư thiên trong ba cõi cho đến cõi trời phi tưởng phi phi tưởng xứ, núi thiết di và núi di lâu, núi đại di lâu, hết thảy tất cả biển cả sông ngoài đều hiện ra trong thân thanh tịnh của vị pháp sư trì kinh Diệu Pháp Liên Hoa. Kinh văn: chư Phật và thanh văn, Phật tử Bồ Tát thể, hoặc riêng hoặc trong chúng, nói pháp đều hiện ra. Giảng giải: mười phương chư Phật và hàng thanh văn, bích chi Phật, Bồ Tát thể, hoặc độc thân một người, hoặc ở trong đại chúng, nói pháp giáo hóa chúng sinh, đều hoàn toàn hiện ra trong thân thanh tịnh như lưu ly. Cảnh giới đó thật là không thể nghĩ bàn, diệu không thể tả. Kinh văn: tuy chưa được vô lậu và pháp tánh diệu thân, dùng thân thanh tịnh thường, tất cả hiện trong đó. Giảng giải: người đó thọ trì kinh Diệu Pháp Liên Hoa, tuy chưa chứng được thánh quả vô lậu và diệu thân pháp tánh, song thân thường của cha mẹ sinh ra mà hết thảy tất cả đều hiện ra ở trong thân thanh tịnh. Cảnh giới đó chỉ có vị đó mới biết được, còn người khác chẳng thấu được. Kinh văn: lại nữa, thường tinh tấn, nếu người thiện nam, người thiện nữ, sau khi Như Lai diệt độ mà thọ trì kinh này, hoặc đọc, hoặc tụng, hoặc dạy nói, hoặc biên chép, thì được 1200 công đức nơi ý. Nhờ ý căn thanh tịnh đó, cho đến nghe một bài kệ, một câu mà thông đạt được nghĩa lý vô lượng, vô biên. Kinh văn: Đức Phật lại gọi một tiếng, Bồ Tát thường tinh tấn, nếu như người nam, người nữ tu hành, sau khi Phật diệt độ, có ai thọ trì bộ kinh Diệu Pháp Liên Hoa này, hoặc đọc, hoặc tụng, hoặc dạy nói, hoặc biên chép, thì được 1200 công đức nơi ý. Nhờ căn ý thanh tịnh đó, cho đến nghe được dù một bài kệ hoặc nghe được một câu kinh văn, thì có thể thông đạt được toàn bộ nghĩa lý kinh văn. Kinh văn: hiểu nghĩa lý đó rồi mà có thể diện nói một câu kinh, một bài kệ, thậm chí dạng đến một tháng, bốn tháng cho đến một năm. Các pháp nói ra tùy theo nghĩa lý đều hợp với thật tướng, chứ chẳng trái ngược với thật tướng,
hoặc nói kinh sách thế gian, lời lẽ trị thế, nghề nghiệp làm ăn, thấy đều hợp với chánh pháp. Giảng giải. Thấu hiểu minh bạch nghĩa lý đó rồi, là vì chúng sinh diện nói diệu pháp, giải thích diệu lý, dù một bài kệ hoặc một câu kinh mà phát huy được vô lượng vô biên đạo lý. Một câu kinh văn, một bài kệ, thậm chí giảng đến một tháng, đại biểu cho pháp một thừa thật tướng. Hoặc giảng đến 4 tháng, đại biểu cho pháp tứ đế tiểu thừa. Hoặc giảng đến 1 năm, đại biểu cho pháp 12 nhân duyên. Tuy là một câu pháp mà khiến cho hợp với tất cả các pháp. Tất cả pháp nói ra đều tùy thuận nghĩa lý thủ hướng. Đạo lý nói ra đều hợp với thật tướng, hợp với đệ nhất nghĩa đế, tuyệt đối chẳng đi ngược lại nghĩa lý thật tướng. Hoặc là giảng nói tất cả kinh sách của thế gian như tứ thư ngũ kinh, hoặc lời lẽ trị thế, hoặc sinh sống làm ăn, thấy đều thuận với chánh pháp, chẳng trái ngược. Tất cả đều chiếu theo bát chánh đạo mà thực hành, dùng bát chánh đạo làm mô phạm. Kinh văn. 6 đường chúng sinh trong 3000 đại thiên thế giới, tâm nghĩ gì, tâm khởi làm những gì, và tâm hí luận, thấy đều biết rõ. Tuy chưa được trí huệ vô lậu, mà căn ý của người đó thanh tịnh như thế. Người đó có suy nghĩ, tính toán, nói năng, đều là Phật Pháp. Chẳng có gì mà chẳng chân thật, cũng là đạo lý ở trong kinh trước kia Phật đã nói. Giảng giải. Hết thảy 6 đường chúng sinh trong 3000 đại thiên thế giới, trong tâm của họ nghĩ làm gì, khởi lên việc gì, vọng niệm sinh ra, hết thảy mọi hí luận, vị pháp sư đó đều biết rõ. Vị đó tuy chưa chứng được trí huệ vô lậu, nhưng thắng ý căn của vị đó đắc được thanh tịnh. Vị pháp sư đó nghĩ gì, tính toán, nói năng đều là Phật Pháp, diệu pháp, pháp không nghĩ bàn. Tại sao? Vì vị đó thọ trì kinh diệu pháp Liên Hoa. Có nghĩ gì và làm gì đều là chân thật không hư. Pháp nói ra và sự tu đạo đều là pháp môn chân thật, đều là đạo lý trước kia Phật nói. Tuy toàn bộ kinh Phật chưa đọc hết, nhưng đã thấu rõ đại ý trong kinh, vì đắc được cảnh giới diệu tam muội. Kinh văn. Bấy giờ Đức Thế Tôn muốn thuật lại nghĩa này, bèn nói bài kệ rằng. Giảng giải. Lúc đó Đức Phật muốn tường thuật lại nghĩa lý kinh văn ở trên vừa nói, cho nên dùng kệ để diễn nói lại. Kinh văn. Người đó ý thanh tịnh, sáng suốt chẳng dẫn đục, nhờ căn diệu ý đó biết pháp thượng trung hạ. Giảng giải. Căn thắng ý của vị pháp sư đó rất thanh tịnh, chẳng những sáng mà còn suốt thấu, chẳng có dẫn đục ô uế. Nhờ thắng ý căn di diệu đó nên biết Phật pháp thượng trung hạ. Do đó có câu: vào sâu tạng kinh, trí huệ như biển. Kinh văn. Cho đến nghe bài kệ thông đạt vô lượng nghĩa, thứ lớp như pháp nói, tháng 4 tháng 1 năm. Giảng giải. Dù chỉ nghe được một bài kệ mà thông đạt được vô lượng nghĩa lý, thứ lớp như pháp mà giải nói, tuyệt đối chẳng nói pháp lộn xộn, chẳng có đầu đuôi. Giải nói một bài kệ, hoặc giảng đến 1 tháng, hoặc giảng đến 4 tháng, hoặc giảng 1 năm, đắc được cảnh giới nhạo thuyết vô ngại. Kinh văn. Trong ngoài thế giới đó, tất cả các chúng sinh, hoặc trời rồng và người, chúng già xoa quỷ thần. Giảng giải. Trong ngoài 3000 đại thiên thế giới, hết thể tất cả chúng sinh, hoặc người ở trên trời, hoặc người ở nhân gian, hoặc các loài rồng già xoa quỷ thần, vân vân. Kinh văn. Tất cả trong 6 đường khởi suy nghĩ những gì, nhờ trì kinh Pháp Hoa, đồng thời đều biết rõ. Giảng giải.
Tất cả chúng sinh luân hồi trong sáu đường, nghĩ nhớ những gì, nhờ thọ trì kinh Diệu Pháp Liên Hoa, nên biết rõ tất cả chúng sinh khởi tâm đồng niệm. Chúng sinh nào phải làm bò, làm ngựa, chúng sinh nào phải làm cọp, sư tử, chúng sinh nào phải làm cá, rùa, tôm, cua, chúng sinh nào phải làm gà, vịt, ngỗng, chim, thì đều biết được. Một khi nghĩ, thì biết tiền nhân hậu quả. Kinh văn: vô số Phật mười phương, trăm phước tướng trang nghiêm, vì chúng sinh nói pháp, khiến họ nghe thọ trì. Giảng giải: mười phương thế giới có vô số ức chư Phật, vì thuở xưa các ngài đã từng trải qua ba a tang kỳ tu phước huệ, trăm kiếp gieo trồng tướng tốt, cho nên có tướng trăm phước trang nghiêm thân. Vì hết thảy chúng sinh diện nói diệu pháp, khiến cho họ nghe rồi thì thọ trì và y theo pháp mà tu hành. Kinh văn: suy gẫm vô lượng nghĩa, thuyết pháp cũng vô lượng, trọn chẳng quên hoặc sai, do nhờ trì pháp hoa. Giảng giải: có thể từ một đạo lý mà liên tưởng đến vô lượng đạo lý, từ vô lượng đạo lý mà quy về duyên ngộ một đạo lý. Do đó có câu: một gốc tán làm vạn thù, vạn thù quy về một gốc. Thuyết pháp cũng vô lượng vô biên, thủy chung chẳng quên Phật pháp, hoặc giảng sai lầm, tuyệt đối chẳng có chuyện đó xảy ra, bởi do thọ trì kinh Diệu Pháp Liên Hoa. Kinh văn: đều biết tướng các pháp, theo nghĩa nói thứ lớp, rõ danh từ lời lẽ, theo sự biết diện nói. Giảng giải: vì có đại trí huệ nên thông đạt liễu ngộ đạo lý thực tướng của các pháp. Thực tướng là gì? Tức là vô tướng. Chẳng có tướng ta, chẳng có tướng người, chẳng có tướng chúng sinh, chẳng có tướng thọ mạng. Có bốn tướng, đó là phàm phu. Chẳng có bốn tướng, tức là thánh nhân. Chẳng có bốn tướng này, cũng chẳng phải là chẳng có tướng như thật thanh tịnh. Chỗ này phải hiểu cho rõ. Tùy theo nghĩa kinh mà giảng pháp có thứ lớp, trước sau đều có thứ tự, khiến cho người nghe dễ hiểu. Thông đạt danh từ giải thích, lời lẽ khéo léo, đắc được văn tự bát nhã, ngôn ngữ tam muội, chiếu theo đạo lý mà mình liễu ngộ hiểu biết, để vì chúng sinh diện nói diệu pháp. Kinh văn: người đó nói những gì đều là pháp Phật nói, bởi nhờ nói pháp đó nên trước chúng chẳng sợ. Giảng giải: pháp sư thọ trì kinh Diệu Pháp Liên Hoa, nói những pháp gì đều là diệu pháp trước kia Đức Phật đã nói, bất qua vị đó nói lại nữa mà thôi. Vì vị đó diện nói diệu pháp, cho nên ở trước đại chúng chẳng có sợ sệt, mà thao thao bất tuyệt, vì chúng sinh nói pháp đầu đầu thị đạo, phân tích rõ ràng, có cảnh giới hoa trời rải xuống, hoa sen từ dưới đất giọt lên. Kinh văn: người trì kinh Pháp Hoa được căn ý thanh tịnh, tuy chưa được vô lậu, trước có tướng như thế. Giảng giải: pháp sư thọ trì kinh Pháp Hoa được căn ý thanh tịnh, tuy nhiên chưa chứng được trí huệ vô lậu, nhưng trước hết đắc được tình hình như thế. Kinh văn: người đó trì kinh này an trụ nơi hy hữu, được tất cả chúng sinh hoan hỷ và thương kính. Giảng giải: pháp sư thọ trì kinh Pháp Hoa an trụ ở nơi hy hữu nhất, được tất cả chúng sinh hoan hỷ, thương mến và cung kính. Kinh văn: hay dùng ngàn vạn thứ, lời lẽ rất khéo léo, để phân biệt diện nói, bởi trì kinh Pháp Hoa. Giảng giải: hay dùng hàng ngàn vạn thứ lời lẽ, ví dụ phương tiện khéo léo, phân tích rõ ràng, để vì chúng sinh giải nói diệu pháp. Tại sao lại có trí huệ như thế?
vì thọ trì kinh diệu pháp liên hoa.